Sầm rạp tú nê ti chết thân đất nguồm, đã lúc đáy có cố có cài cực rưỡng đáy khuôn ảnh, ba mơ mùi phết vì hạ đồ chìa lọ. Tại tam bất, vía bông hành bì phiệp cầm sao ở rô bọc khuôn tờ vệnh tỷ. Xúa rương cổ, mần xúa rương mần đủ. Bấn chì ạ nô quát tam tú nê ti. Thằng ngày mùi, nơi trong rô đầu xa lạc chờ chủ. Bấn chì ạ kẹ xê na bạc đầy, khăn ông rít xạ mai hàn xuân tỷ. Trở bàn đâm rơi áo chi rô tê xe chanh kra krong, rùm chi mùi nâng mân lúc mùi chăm nôn tiền. Về đàl rô tê xe bò mọc đo plâu chàng ăn, gọt có khơn plâu kháng mốc trở gọt stè, mân ạch vợ đâm nào tờ mốc tiết bàn. Đài môn nị bần tích, miên mân lúc mùi krong bàn vi tập khăn nơ bạ rì vè nì, đàl mân krong ta miên nẹ rô bùa bần nọc tế, thaym tàng miên mân lúc bì bầy nẹ, đếch đùa slap nơ nâng con lành tiết phòng. Tam thọ mặt đà, bê kát miên ở rừng rạo thông ngôn thông ngô rồi hốt đo miên nhạc sạp bẹp ni. Mà nụ mần nìa tay nòm khí nếp nhạc bà ơ, vị phía bị chà ra nà bằng kát chưa xóm lên trò hừng ơn áp lạng. Đói xa phụ kê kết ta bì rương mà nụ sạp, hồi mần bàn chấp lực rương nẹ nà thuộc đầm nào ở tờ nà mọc nà tì. Đài xôm bây ta rốt tê, rốt bà lộ ạ kẹ xê nà bạc đầy mọc đòl, có kê mần chấp lực nâng chiếc lâu ỏi đài. Nẹ bò rốt tê xe có bên chốc rốt tê, hồi kê kết thà. Lúc ạ kẹ xe nạp bạc đầy, bà khót chị ơi mà lúc tư xếp xua bị đâm nà rương tăng ni, đã bây nâng chặt chanh đọt sài bà nhà hà ở vầy chìa mần khám. Bọn tay bừng chỉ, bà chì mình ạ kẹp bà kẹ rời gia hạ đôi chìa mần bàn khờn thà, nở lơ plơ ni kẹt mình ở rương ở vầy nụ tê. Gọt bọ đầy, bần chìa ơi nẹ bò rô tê, vợ đâm nà tư mục chìa thò mặt đà. Nẹ bò rô tê, có bốn nhẹ xe ơi vợ đâm nà to tư mục tiệt. Tớp tay chanh phót bì cọng bàn bần tích. Bân chì bàn khơi cả sẽ có mơ rút, công bông đặc cô mùi các bà bàn đào tờ mục. Cô nụ đào tàng hót cô khu, thôi lại ăn đá chanh mọc rào hìa tự mọt cọc lạc. Khơi đôi chân này, bân chì có bân chì ai nẹ bò rớt tế bàn chọc chìa bàn toàn, hay bạp tờ xe nà mà nẹ đào chi xe tam bì cà rời thà. Ánh chốc tờ xuống cả sẽ có mà nẹ nụ mớ. Ta con, đặc cô bàn đào mọc ở trong ngày bần màn lì hơi. Hết ở vậy, bán chỉ cô ní hát khăn xong bao mà lấy. Môn trái thân ạ tiếp mười rụp đã ông quý nơi các bài bằng chì. Hát đôi chiếc mình sẽ dồn bì ạ cả rạc trong lại ở rộ bọc bằng chì. Tớp trọng mình bàn, kê có xua tớ càn quạt thả. Lúc mà cha, âm banh mánh miên ở rừng ấy thông ngố đo chỉ vấn. Lúc mà cha thơ đôi chiếc miên ở rừng ở vậy. Bọn tái bê ní còn tại khơn cô việc đã hát bỏ bằng nắng. Lúc mà cha bài chì ao bằng chọc rồi tớ xua tớ bình. Anh chẳng mặt bàn này thà sát xâm khăn chiên mà nụ tê rứ. Nhóm đồ chỉ chẳng ngọt ná nè. Đạp chọp, bưng chì có chá lại tọp thà. Lô kịch khó hơi. Mà nụ khăn ông cỏng chú lô bà cạch ní. Rò hốt miên rộ bùa. Nụ cứ chìa tua nè tí rò bó nẹ cực cỏng cỏng chàng ăn. Đồ chá nè việc trớ tay chìa chào chín. Cứ chìa nẹ đọt sài. Trong nay tua nè tí rò bó kẹ xe nắp ở đây. Cứ trở trụt bình nất tờ lơ là tập hòa ca nghĩa ở rộp bác mần trái tàng nụ. Rụt hái tờ bớn nhộp rừng nắng, mọc rạp tù thoái đo bà cháu ạ thị riêng. Ôi bà ổng chi nẹ xâm rạch bà tây thà. Cù bà tiên côn bòm nách, rứ trở đạ tốt mần trái tù tù bần tốt tàng nụ. Âm pí, ca ạ nụ vọt phía rực cách mần bàn lõ rộp bọc luôn. Trong nay khá nhóm vĩnh, khá nông thả nạ chi ạ kẹ xe nạp bà đầy. Nhóm mình chăm bạch ấy trở từ lúc đầy khăn ông rương rô bọc kê tê. Vân tái, cô dục chất tục nạ, tờ lờ rương rào nà, đà là xâm khánh trong bước bà tê chiệt. Hãy đôi chân này hỏi, tớp nhóm mình ai dân chọc bà tê. Chô tờ rô vô lẹp bọn nâng chùm lúa rô bọc bộ kê nụ ấy. Bà anh chẳng, hãy ấy bàn chi lục mặt chắc, tớ chắp à rắm chứ mùi nâng sạch cô tờ bánh. Mình trầy nụ xua bàn tò. Bân chì có bán bọ sài thả. Rương cổ nì, vì chì rương xếng bì khỉ. Bên nì nấu chì rộ đấu sắc chơi chú nở lợi. Tam thông mặt đá thiết ạc cá mần sơ chì đáy buồn màn tì. Tại cô nì vẫn việc bài chì cất đầu, hoặc đọ đằng hâm cổ khu. Khó bọ cỏ đấy tàu bình. Bà đòi xa tại việc đào phơi chẳng ngái. Nú có việc miến chùm lấy ấy đài. Tại bảo vì mình bán đào chẳng ngái phòng. Hỡi rứ mọc bì ạ ca sở thiệt cái đào khẳng bế. Tớp cố nó bị hót giang đồ chứ nế.
Anh chẳng bàn này thà chân nằm ní ác sát thiết bài bùa đài ách miền phòa bạc bóng đo vị sái cả sẽ cắm chi mình khăn. Ní hơi cứ chìa bánh nhà hát xâm khăn cứ vì miền bẹp bón đo bà tế chết đo cả sẽ cắm nâng chi bọc hiếp rùa nơi rồi bọc bà chì chân nụ anh. Ní cứ chìa bánh nhà hà đài dưỡng từ miền tuôn này tí chìa kẹt xe nạp ở đây đôi dưỡng nịa trớ dục chật tục đá. Đôi chân này hơi tớp nhóm mình chọc rồi tế cho xú ở bàn chứ bạc loa nâng ná. Rồi bị snap cả thịt bái rồi bọc bằng chi chọc hời. Môn trái thân nạ tiếp có bàn dồn dàng chứ bác âm phí tuôn này tí đà thả. Nẹ nà trời dục chất tục đã lỡ ở vầy. Hời kê miên ca phân chất nâng cùng nứt đó xì chùm râu. Rồi bọc bằng chi chi khlăng. Ca chết đừng cực rương. Nâng ca bọc căn dục tuôn này tí chi côn. Cứ rương đách đòi lạch bì khní. Ní chi dụt sắc nông ca cực rương. Nâng chia xa lập bạc rồi bọc nẹ đực nuồm. Buôn công pi li sư chôn chiều bàn vị phía về nhạc nâng nị dây bí bánh hà ni chi tràn phong đài nơi khăn ông ni miên vẹn môi bồ thả nơi xã mai bồ ràn nhạc đà giọt đơn âm pi cô ca chiếc sắt kê nâng ụt tức sắt tệ bánh nhà khăn ông ca chơi rơ nhạc miên châm nẹ đừng nâng miên xã mặt tập hiếp ai mọc căn đâm này xem xỉnh bồ ôm tiếng mình thơ kích ca nà đà cua ai niềm mơn thơ ni cứ cô ca xâm khăn. Rì ai nẹ đà mần dôl bì côl ca chiếc sắt kê nâng chắc chi sát tệ bà nhà bài chế prang prang hót nơi tăng cai tăng chất vơ rương cực giang đòi khuôn anh tàu vinh. Ai Paul đại ban mọc vinh cư cực rông pra tê mần bàn lò bà nhà hà ni cư bần đàn mọc bì kê mần cô rúp côl ca cử nụ anh bà căn dô côl ca cử cư bà căn dô tuôn nê tì côl chia xâm khăn tăng sát tăng nè mơn môn trai rích ca trứ tay cô rụp tam cô cả nì. Bà xâm rạp mân nụ xa mạnh tu tử đã tốt tuôn khó trâu rương tôi ta kê chạm bạch trâu lúc đáy thơ ở vây đáy khuôn anh cực dàng. Bùa rương tôi ta bà sẵn chí khó rư trâu có vì mình chỉ thông đồng ở vây đáy. Bọn tay xâm rạp nì mượn môn trái rích ca đã tốt tuôn khó trâu lơ kịch ca thông nụ cả lúc đáy thơ kịch ca cực dàng đáy khuôn anh cứ chỉ rương đáy cú oi ở xâm nợ bì bùa hết ở vây tử. Miễn hạt phao nghi nghi chỉ trán. Bà sân bà ọt lộc nẹ thông có thơ khu phí âm nạch ở rô bọc luôn. Đăng cho bác cực rưỡng. Từ có cô có cái âm nạch tuôn nè tì rô bọc nẹ kram bằng cọp bằng chì. Tá lộc nẹ kịch ai khỉa tờ thơ ấy vĩnh. Vị mắt đó thông mà dàng tiết cử. Nẹ nơi kram bằng cọp bằng chìa kê nâng miễn à rám thả. Lộc thông mình miễn chung nứa lơ khuôn. Hơi biết con nâng thơ ai con chai rô bọc bộ kê nâu anh. Mình sẽ đạp bằng chìa khuôn đài. Tại bài chia chăm tại thơ tam đào cực rương tàu bình. Bởi cả này, vì nâng nôm ai tàu chi chọc bộc chọc bảo miền phiếp mình chọc bạc loa khi miền ca xâm ra chất khuôn anh khi miền tu nê tì khi miền ca tàu tùa khó trừ. Biết bình chìa dù tàu có lên miền bà sất tập hiếp con cháu mình đăng tha tàu tàu sẽ đạp mùi nè. Sử dụng mình sử dụng vì ai khai tàu chìa khi nê chân ăn xóm khảo ai kích ca bốn con đáy có toa tại chăm ai mê thông màu bình chìa cực rương đài ta vì xạ xòm đài rư tế đói hết nỉ ca lục đài thơ ở vây cực giang đài khuôn ảnh tam cô ca cư chìa ca bằng hai ai khơi nữ phiếp khám yên xạ mặt tập hiếp rộ bọc nẹ đực nòm nụ ảnh đòi dốt cho bác bi hạt phò tiếng nỉ tờ bàn chìa bừng chì bái chìa xua rương cô tại mân rô vô chìa mùi nâng rương mà nụ nơ khăn ông rương sang cọc. À là chạy tăng bầy, xôn bầy tại bộ cổ lạ chạy ra dạy đôi chiếc không mềm. Rư chú cơ liền, có nơi miên trong nơi khóa chân lo âm phí rương này đại. Chia bì xe nơi khốn nông ông lòng bèl trong khói nơi chì vật. Quạt trở nơi chăm trụt bên chia lơ cả thơ sắc sang kriếm đòi khuôn ảnh. Sơ ta mần bàn xì mần bàn đề. Đã xôn bầy tại sư mạ ý, chiếc cú sạch trở có loàn mọt đại thả. Bảo ví mần xì mần đề, cất thấp bị thơ cả. Ta riêng cãi ví ai trọng trổ bán dòng mệt tứ. Chôm nay ai giang dòng có thua bạn đã tươn không mến đã trăng trăng phong đại thả. Cả cực cổng đại miên cô cá trầm tử thân nạ lỡ nâng thân nạ cổng mình cố truyệt truyệt khía nụ tì. Cả ra nấy bằng chì xua rương cô mình xua rương mình nụ. Chia cùng rù đã bằng chạp bị cô cá ní bán dòng lọ. Tôi bây chế bê công phong bị bạ chất không mến có bán xa rập hiệp thả. Mình mệt,
dương mình đứng nụ tê. Vân tại đào dương tụt tuột bàn cáp đại bất đảm vì bà cháu ạ thị rịch mụn. Tớp chạm bạch trời thuở đụt ni. Bước lại cả anh lộ nét đọt tẩy kế mình lẹp bóng đốt chiếc luận dương. Vân tại mình tha chỉ con đi dưới dàng nà gọt đào. À vậy nếu ta miên này thả quát khám yên ca chư trẻ lơ nẹ nơi kháu bằng cọp bên chìa ta đọt đá nụ ảnh. Cá lục đầy thơ ở vây cực dàng đầy khuôn ảnh. Cứ chiếc đâm ná trên tờ rộp hiệp ạ bỏ sật tập hiệp. Đại lạc nằm khuôn nâng sật thạp bản chùa tờ rộp đầy vị bạch. Đại lạc xôn bày tài mà nụ khắng đôi chiếc khôn mình. Có cách mân ruột vì cho ta cầm nỉ đầy. Bà nẹ kháng khăn nông ai cầm chắc khăn nỉ ảnh. Chia vị thí đo miến bỏ sật tập hiệp nông cá bòm bài tì tăng rộp bỏ sật trời. Đại nẹ thơ sẵn khuyên tài nhốt mọc bà. Hơi có chiếc cắt tệ mùi xâm rắp ở dân trẻ ca biệt luôn phòng đại. Đăng cơ tây khăn nồng. Tấn sinh bà ý ái cầm chặt ý. Nếu đàm rượt sạm mai tông hành trang vì nê bồn miên tu nê tì cực rộng cầm cầu xâm bọn chiếng. Bạn bọc bằng cháu mây ủ nâng bạc bụa đã chỉ chân chết chiếng dục tờ xâm lắp. Thơ áo chân chết chiếng miên ca khăn xâm bà nâng bán rụp rùm khăn ý trìm thơ ca sòng sắc. Bà cháu ạ thờ riêng trang tì lưu xuyên, miên bà rít bàn chìa ai tầng sinh thuộc đầm ná bì rít thân ní, tờ căn đầm bàn xì bởi, đạp bây tờ tốt đầm náy chùm nốt trang ví, nâng riêng trong cái xâm rô sát thà nà ca cho là cháu, ai sngập riêng rồi tờ bình. Có lúc xâm bọn chiếng bàn rụp rùm khní rô hốt đào chiếng buôn mơ nẹ, riêng thuộc ca vi bà rít nơi công lòng rô đời rô nghỉ. Nơi bê nô, miên cọng chân chết phía tích mươi cọng tiền, đã rút nơi đầm bàn nốt đài. Nó cứ có lúc xâm phần siêu dễ sư đã miền con tọa sạch đọc lăng phụ cài bà màn bì bây bọn nẹ đáy thu lọc thuơ sân kìm chí nẹ có lúc xâm phần siêng chí chán lợc mọc hời. Tuộc bây chí bộ kê miền công lăng tọa tích chương gọi đời. Hết ní, tớp nẹ khá ao dục bò thả. Cô tái tớ bưng bộ siêu dễ sư ai mọc chùi bà rút chùm ngôi nông bộ chiêng ní tớp chí ca lọ. Bọn tài tân sân dô thả cả thuơ bàm ní về đôi chí tọa cơ hò bê hời. Dường cua ta chăm khó mơ xong kết sắp hiệp ca ở bàn chấp bà lọt chi môn sân. Mình dù bần màn, bộ tọp chiêng chi chả mơ nẹ, bàn rung kết chôn mọc đào chi đại. Bộ kế bầm rong vi lúc, tờ lơ khóm rộ bà siêu dây sư, đà rùa nơ kết bài chi đàn chi môn, tờ vi lúc mọc lơ tăng sân chi kào. Tăng sân, bàn đã bắt mình chi ở ca bia tì khóng giang mọt chọt. Tại, mình chăm bạch chanh tờ bà rút, to tăng ở vầy nâng kê tì. Bê nu, miền nẹp đó dô bò tiệt thả. Cô tay bình dũ ở siêu dễ xứ tớ bà rút bắt đầu bắt đắt cho mũi nồng bộ chiên nút tay mặt đoạn tớ. Tái tầng sân hám chết đánh khả thả. Vừa ảnh chấn mình bản tỉ cá bì mốn bộ chuẩn chiết thiện tích tay bằng cò cá bả báo chỉ nhật nhọp. Cứ đời xa tại bộ rịt cá hắn cho rán tay mình cổ rụp bia xanh này dạ. Hỡi rụp chón bộ kê trốn hút hạt bì. Với ở khí mình bàn tự tu sĩ tới đấy ngập sọc. Hạt ní, dẫn cụ tài lỡ cầm lặng chất bộ kế mọc vinh. Ai bộ kế, miên chất tổ tấm chi môn sân. Tiếp dẫn ai cổ rộng bộ kế bàn. Về hạt ca ngập, tầng sân có bình chí ai bác thuyền cổng. Hãy ở kế nôm nẹ rộp buộc. Mà nụ chá chô rìa, sật rầy. Bồm tăng côn khám hình chân chết siêu dễ sư chô mọc nông cổng. Bàn rồi phát bí ca cặp xâm lạp rộp bộ chiếng. Bồm tăng bàn chùi bà bà rộp bùa, vợ ai bộ kê mình đầy rộng phớp cọ cả đầy khăn ông chật. Hơi xong đầy ai khơi nơi sạc mà nó chất khăn ông ca chùi đòi tăng sân, đảm bây bà rút nâng bộ chiếng. Tăng sân, bàn chơi rơ, dục dụ ở chân đã ông ai khá hàn bì khăn ông cọng bộ kê nu, chỉ tràn rồi nhẹ, dục tự bằng vật vị chìa tỏa. Nếu bê nội đầy, tăng sân, bàn chôm nay rộ bò miên đâm lại chỉ tràn, đảm bây tinh tức chất bộ chân chết chiếng. Mùi châm nuôn ở chôn mặc vơ chế bạc bụi rô bạc luôn. Chôn chiếc chiên tăng nu, rít rí nâng bòm ra tăng sân giang ốc bì chất bì thơm. Nâng sốc chất vơ tám bên chìa kê đòi khuyên lạc khăn ở vầy lời. Nếu bê đại bàn thật tùa ca còm trô bì bụi chôn chiếc thiện tích tăng nu. Tăng sân kết thả, bê ni, ở các lọ bàn mọc đòi hời. Kế có bên chìa ở riêng trong khu buôn tốp, chính bì tì krong đảm bây bạc chạc vi lúc bóng kra bụi bạc bào chiếng chìa bàn toàn. Tọa bà bọc cầu xâm phòn chiếng, trở kê vi rốt chặt chai, slap phong rốt buộc phong.
trở chắp chí chlơi phong. Nẹ cả ra bí nút có rốt prác ai dụ phía khuôn, tờ phía khăn lệch ở tờ. Nờ rốt đầu xa lạc chơ chú nê chân nằm bần tộp, chôn chiếc chiếng đài rốt tờ nút, bà nằm khuôn vô trò lọc một căn tì còn lại cầm nát. Làng vĩnh, đám bây thơ sài chôm cả. Chỉ liệt về đại bộ kê công phong phlech khuôn, tăng sân rùm đầy khí nị chìa mùi nâng bộ siêu dê sư, nâng chút chiếc chiếng đã xa mọc trăng nâng khuôn, thơ ca vi lúc, đòi bà tục thơ bì xa bạch sát, chlong tân lệ, huông hù, chú bộ tờ trai khăn lệch, bao xâm át, khrom bộ bạc bao chiếng, rò hô tù tù bàn chay chôm nè, đò trò chạc trò chẳng. Kê xâm lạp sát trâu, ở chất bì bòn nè, chạp chì chlời bì bòn nè, bà mô sát bì hà nạ bàn bà màn chiếng bày mơn cơ bàl. Chạp tăng bì bèl nụ màu, có xâm bòn chiếng đã bạc bào, trở kê bóng kà rạp bàn tàng sông. Đâm bòn xì bời có bàn xa ngọp sọc. Rì ai tăng sân, có tù tù bàn ca cô rụp cao xò xà giang khăn, bì xâm nạ cầm chôn chết phía tích, đã ở rùa nơi khăn ông đâm bòn nụ. Cả rõi bì có thật lẹ khuôn chư hời, tù tù là ảnh chạc cam tử. Mà nụ mà nì rùa nơi đâm bòn nụ, nòm khăn ní Allah a lai khuat chìa khăn. Cô rụp tè rõ bọc bộ kê. Tài anh xong rôn nạ ta xâm rạp cô rụp bồ chìa châm phùa cột. Ý, cứ chìa bị ở bác chôn chết hắn nơi sạm mạch đàn. Kê pra xâm rạp hào cầm chôn chết phía tịch, đà ruộng nơi đâm bán chị đàn. Đài bà chỗ bàn này, mình miễn bị hào đôi này tiệt tề. Pra ý, áo cầm chặt ý, xâm đá tự đoàn ca pra cầm chôn chết phía tịch, tới cầm chặt cầm chôn chết phía tịch đôi khỉ. Sắp thằng ngày này, bạn đã đô mọc thà. Cả bà bộ sạch trời, ai tới công chất khỉ ảnh. Rướp ách lơ cả bạch bạc tầy khăn ông rô bọc sạch trời. Đảm bây thư vừa ai sạch trời chuốc nơi cái đầy vị nì. Cứ bà mà nụ khăn ông khăn rô bọc sạch trời. Ai thư vừa ca ai khuôn. Đảm bây xâm rách cô đáy rô bọc khuôn. Chia thoa mà đà, thiện kỳ đà chìa cụ bạc đẹp bạc nâng khỉ. Tại anh ta miên ca dô đăng bì khỉ khá khá chìa mần khán. Bọn tái tù chi dàng nà, có dối mận bàn xì chùm rời, xa mà nâng mân lúc kháng khăn ông đà chìa bạc bộ khăn ai nốt đài. Khăn ông sát thà nập hiếp đà cù bạc đẹp bạc công phông ta to tăng khăn tờ vinh tờ màu. Cà chôl tờ xoay nhôl bì chùm nơi sao chùm nơi khăn. Át công bằng, cô lập bòm nòn, dứt ra xa, nâng sát ca mập hiếp rô bạc cù sát trời nô, mân mên chìa rương nghi nốt tê. Đôi chân này, có lời dục khăn ông cà bà ý ở cầm chặt ý. Cứ chỉ có lời dụt mùi, đại ai dục mà pra đam bay dục chay chung nè lời cù sạch trời bàn. Dường thlọp đừng hay thà, bọn ti rừng mồm, ách rô lông rô lê bàn giang nghi chi tì bầm phật, bà trời kê vi pra hát bì kháng khăn ông. Bồn, pra mà nụ hợp bác sạch trời, ai tờ cầm chặt sạch trời. Ní cứ chỉ dụt sạch mùi khăn ông ca vi lúc bần tì ai bạch bì kháng khăn ông. Đã nghi sửu chiên cáp bần chanh cầm lăng chô pro dụt cáp chặt đòi khăn luôn anh. Chỉ nhược nhọp, vị thi ni ai tu phá lọ đó chả. Rịp đôi chi nạc nê sát, rịp sông, ai trầy chôl sông anh chẳng đài. Chăm nót đa miên rịp khăn bóng phót này cả, pra y, ai cầm chặt y. Cứ chi rương phá lời chất rô bọc mà nụ khăn ông cồng tài mùi. Chiết tài mùi, đa tay miên tật chất trong xâm phòn nâng khăn nịa đờ chìa mần phót. Ní cứ chi rương thò mà chiết rô bọc mà nụ. Mà nụ ai pra chất ra xa prap hết ni. Ai cả chìa bà giáo, tên kháng phá lỡ nâng phá lỡ ạc rõ. Bùa chìa tù tử, mà nút tay miên mà nô sân chê tà nà chìa mùi khăn anh chìa chiêng nẹ đò tẩy. Đà chìa hẹt vừa ai miên chất tôn trí nâng phê bà hẹ trong buộc khăn anh. Cứ ca tôn trí trong buộc khăn anh ní hơi, đà vừa ai phía kì đà thật lẹ khăn ông ăn tẹ, trở khai chìa phía kì chanh priếp nơi khăn ông cả bà giật. Hơi tì bòm phọt, có chiến tờ rốt đầy vị nì giang anh chẳng tử. Rương nì, bồ mến chìa rướng trong lạch nụ tê. Dương thlọp chù bà tẹt chì trá nè khăn ông bà vật tà sạc. Tèng chất tà sạc rô bọc nẹ khá hàn. Nâng chất tà sạc rô bọc nẹ cổ bà rộng. Đài, kê tài dục mà nụ đà miên chít sạc đôi khăn nì. Ao mọc cổ bà rộng chùm nụ mà nụ chít sạc đà tây. Khăn ông bàm nọng bật băng cầm ai vì ạc rõ mơ lpê. Nâng chùi cắt bàn thòi à rộng bà chăng rô bọc bà chì riêng bàn giang lò. Khăn ông bà vật tà sạc chân. Đá đài rít chù vông dân. Nâng rít chú vông chinh, ai cực cực rộng chôn chết hẳn, bồm tăng chết sắp xem xem bán ở rời dạp bởi đời dù nụ. Có đòi xa mù là hát xâm khăn mùi, cứ cả bà giúp vị thi, bà y, ai cầm chặt y, nỉ anh. Chết tu tử, giúp vị thi ní bà bán, tổ tuôn phá lọ.
ការប្រយុទ្ធវិធីប្រើអ៊ីឲ្យកំចាត់អ៊ីនេះគឺដើម្បីកំចាត់អារម្មណ៍ប្រឆាំងនៅក្នុងចិត្តហើយដែលជួយឲ្យផែនការសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងទាំងអាក្រក់ទាំងល្អអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយងាយស្រួលនិងរលូនទៀតផងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចេះប្រមាលមើលស្ថានភាពបានស៊ីជម្រៅវែងឆ្ងាយធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ជាការឆ្លោះឆ្លោយផ្សេងផ្សេងគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរជីវិតនិងការដឹកនាំថ្លឹងថ្លែងស្រាលធ្ងន់វ៉ាងតាន់បុគ្គលឆ្លៀវវ័យក្នុងការថ្លឹងថ្លែងរកដំណោះស្រាយនៅសម័យព្រះចៅអធិរាជសុងចិនចុងព្រះនាមដើមចៅហឹងនៃរាជវង្សពើយសុងចាងមិនជាជំនួយការផ្នែកតបសេះបានទទួលបញ្ជាទៅជ្រើសរើសនិងបង្វឹកកងតបសេះដោយគាត់ជាមនុស្សម៉ត់ចត់និងដាក់ក្រឹតវិន័យតឹងរឹងជ្រុលហួសពេកធ្វើឲ្យពួកទាហានមិនអាចទ្រាំទ្របានគេក៏នាំគ្នាងើបបះបោឡើងពេលសំណាក់ព្រះរាជវាំងដឹងពីរឿងនេះព្រះចៅអធិរាជទ្រង់មានរាជបញ្ជាឲ្យវាំងតាន់អគ្គសេនាបតីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតបចូលគាល់ដើម្បីពិភាក្សារកវិធានការដោះស្រាយវាំងតាន់ក្រាបទូលថាចំពោះរឿងនេះប្រសិនបើយើងទៅបន្ទោសដាក់កំហុសចាងមិនកើតទៅថ្ងៃមុខមេតបផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចបញ្ជាកងតបយ៉ាងម៉េចទៅហើយបើយើងទៅចាប់ដាក់បន្ទោសពួកមេខ្លោងដែលនាំគ្នាបះបោនៅពេលនេះវាក៏នឹងនាំឲ្យកើតចលាចលពេញទាំងរាជធានីជាមិនខានទូលបង្គំនៅចាំបានថាព្រះអង្គធ្លាប់តែងតាំងចាងមិនឲ្យទទួលតំណែងផ្នែកជាការទូតជាច្រើនលើកមកហើយដូច្នេះបើព្រះអង្គយកឱកាសនេះផ្លាស់ប្ដូរតំណែងគាត់ឲ្យកាន់តំណែងខាងការទូតនោះយើងនឹងទទួលផលល្អទាំងពីរយ៉ាងគឺម្យ៉ាងគាត់លែងជំពាក់វៈវិនជាមួយតបនិងម្យ៉ាងទៀតទីហ៊ានបះបោទាំងនោះគេនឹងមានក្តីស្ងប់សុខក្នុងចិត្តជាមិនខានឯបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងក៏មកជានឹងបានធូរស្រាលទៅតាមនោះដែរក្រាបទូលព្រះចៅអធិរាជទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងវិធានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់វាំងតាន់ជាខ្លាំងទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាវាំងតាន់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនងាយរកអ្នកណាមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងគេបានទេមានម្ដងទៀតពួកក្រុមកុលសម្ព័ន្ធស៊ីតានបានធ្វើសំណុំពរដល់រាជវង្សសុងថាខ្លួននឹងសុំខ្ចីប្រាក់មួយចំនួនបន្ថែមពីលើមាសប្រាក់និងរបស់របរដែលរាជសំណាក់ធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេដូចសពដងប្រជាអធិរាជមិនដឹងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបហៅវាំងតាន់ឲ្យមកជួយដោះស្រាយវាំងតាន់ក៏បានក្រាបទូលថាមួយរយៈនេះស្ថានភាពនៅតាមជីដែនហាក់ដូចជាតានតឹងជាងមុនពួកស៊ីតាន់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងយាងទៅសំណាក់ធរនៅលើភ្នំថៃសាននាពេលឆាប់ៗនេះថ្ងៃកំណត់ដែលព្រះអង្គត្រូវយាងទៅក៏កាន់តែគៀកចិត្តមកដល់ហើយដែរហេតុនេះទៅពួកគេបង្កើតរឿងនេះឡើងដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលរាជសំណាក់របស់យើងក្នុងបំណងរៀបចំផែនការអ្វីមួយយ៉ាងជាមិនខានតាមគំនិតរបស់ទូលព្រះបង្គំយើងគួរឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់60,000ដំឡឹងបន្ថែមលើចំនួន300,000ដំឡឹងដែលយើងធ្លាប់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងច្បាស់ថាប្រាក់ដែលឲ្យខ្ចីនេះគឺដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខហើយត្រូវកាច់យកវិញពីចំនួនប្រាក់300,000ដំឡឹងដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅឆ្នាំក្រោយព្រះចៅអធិរាជក៏យល់ស្របតាមគំនិតរបស់វាំងតាន់ទាំងស្រុងក្រោយពីបានទទួលប្រាក់តាមបំណងពួកស៊ីតាន់ក៏សម្ដែងការពេញចិត្តហើយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរផងដែរឆ្នាំក្រោយមកវាំងតាន់បានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីដែលមានភារកិច្ចចាត់ចែងសួយសារអកថាប្រាក់60,000ដំឡឹងដែលជនជាតិស៊ីតាន់បានខ្ចីកាលពីឆ្នាំមុននោះរាជវង្សតាសុងយើងមិនចាត់ទុកថាជារឿងធំដុំអ្វីទេដូច្នេះសូមឲ្យរៀបចំសួយសារអាកោប្រាក់និងរបស់របរឲ្យពួកគេគ្រប់ចំនួនតាមដែលធ្លាប់ផ្ដល់ដូចពីដើមទៅមិនចាំបាច់កាត់ប្រាក់ដែលខ្ចីនោះទេប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យយករឿងនេះមកធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការជាទូទៅជាដាច់ខាតវិធានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់វាំងតាន់
từ lực cướp kích cá tàng lại sắp tới phở bàn giang lọ bỏ xa tàng ọ còn chi mà nụ đai miên cỏ xa ếp nếch một sruốt lực kỳ ảnh ách đọc sạch bằng hả công vọt ông bố tốc ai miên đâm nà cá tớ giang rồi lún đàm bây đực nôm sọc tế bà cọp đòi bài bọt nâng miên phai nà cá trầm trữ bà tàng âm nạch tàng côn nà thổ bọn hãi nợ ạ tì bồ đà xa xăm chi bà tế mô hạ âm nạch ai mà nụ mình nếp bàn khớn nâng miên tùm nục chật nông cả bà chô mộc ni mùi ni mùi cá đã ai nẹ mặc hàng miên priếp chiêng nẹ mặc hàng tiền cứ chìa rừng đại thơ ở kê bị bá tô tù dộp hời vì có nâng tiến tô rục vị bắt đại công phong nghi nâng bên chọc bàn lời vẹn tàn chìa mà nụ chìa liều vậy gọt bù cài thân thay nông cá xâm ra chật thả tờ cụ đá tơ tám trọ nà đâm bây vì chạ phót bi vị bắt đã ai nâng cát miên lan chìa bên to tờ mục dựt ta sạc đà vẹn tàn prà cư cá thân thay xa rạt ngụn đâm bây ra xa cái đây xa ngọc nụ ảnh cả ra nây tì mùi vẹn tàn bàn prà vị thi tra chạc đâm bây chùm liệt trang mình ai phát bí ca prà chô mốc chìa mùi nâng buộc bạc bảo nâng bắt đọc đâm này mùi xanh tiết đà mình thơ ai bác bò phơ chật ở rô bọc kì chùm này buộc bạc bảo vẹn tàn có mình dục tốt bây ở vầy đài rù viết con ta chỉ ca prà chăng tơ lơ bục cơ mà nẹ bần mình bỏ sân bà đã tốt bộ kỳ và nhà hà cho la cho có căn năng rít thông chi mình khẳng cả ra nấy tì bì vẹn tàn thơ chi sốc chất ai bộ xì tàn khá cháy prác hãy đã bà nhát ai xong mọc bình đảm bày bấm bình prác tây prác rít chi cùng ai bà ông trông công vò khăn bếch khá nông cả ra nấy bằng toàn phim phim đôi chân này hãy mà giang tiền có đảm bày rẽ xa sô vật tập hiếp đòi bà ông phong đại lúc đó chân nằm trời tìa xâm nón vẹn tàn bài chí mình ao dục xâm nón nụ vinh tế bởi đám bấy công ai bụi xì tàn dục lê thơ ca bà bảo hãy kế có ban nị dây lực đâm càng đọc bà rì cho vòng phong đại đám bấy ai bà rì chìa bàn xung ngọc bà tây nị cứ chế ca xâm ra chất đập đó là tập hòa giang thông thênh vệ anh chàng ngài mà nụ dưỡng bê thơ lẹ chôl tức khăn ông sát thà nạp hiếp á xoắn bàn tì bàn toàn rư sát thà nạc ca tàn tăng khăn ông chất nà mùi kê tràn tại ảnh tè xa trọc bốc trọc bò phòn phèng thơ ai bông ai rốc nức khơn vị thi lọ lọ xâm rạp đọc sài khăn ông khăn nạn nụ chuồn cào ai thơ ai sát thà nạc ca căn tại thương thương ngô thay em tiết có miền đại đồ chân này khăn ông sát thà nạp hiếp bạp ni dường cu hát cực krong á râm khu luôn anh ọc bàn cả chè pra xa lạp bạc khăn ông ca thơ lăng thay đọc sài cứ chi rương xâm khăn bòm phọt vị thi thlang thlang srat ngun chi vị thi đo min prasattaphiep bomphot muoy pruh vi tveu oy ku prachom min aram thu sral aach totuol yok ban teang song khang ba trœu ma khang vi khos ma khang ta ku tveu yang na het ni jeung ku svaeng yol ampi ovai dal hau tha anuvat teang pi yang prom khnie noh keu omnach nang kunnatho thang thay chong ánu vật vị thi khá đau nâng trở chạy ruộm khỉa. Nơi khăn ông công lòng sạp mây bà cháu ạ tư riêch thang thay chong cổ rong riêch cứ chia sạp mây là sạc kê đệ phùm rộ bà chân công phong công tăng rong rương giang khắp bộ bòm phật. Bà nhà hà ni bẹp bòn chì khăng tên nâng dụt ta sạc cực rong bà tê tam vị thi đà trâm trở rộ bà cháu ạ tư riêch thang thay chong nô ảnh. Dụt ta sạc rộ bà ông khmiên ở vây lùm bà smok smay nô tê cứ còn tại ảnh vọt cả cực 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 tế đòi cả ảnh vọt cho bạp rùm nâng cái đầy xoắn đọc mê ta ở đào tuân tâm khả nha tại bần nọ rứ bao nị dây đòi khả lấy miền nây thả bà tăng âm nạch rùm xong chì mùi con nà thô rô bọc bệ ong nụ ảnh trông tại anh bắt đo nà con bọc nạch đòi mần khó tha nẹ nụ chia sạch trời cùng cuốn dàng nà ở trông đã tốt đòi mần kết tha chia sạch nhiệt chất sạch ở vầy nụ đại đòi hạt nì từ bàn chết đâm nà ca cực cực sọc tế rô bọc bà ông bà rò bà tư giang rô lùn bà chìa rì tàng mù rẽ xa bà nâng ai cập hiếp miền xe cà đầy sông ngọp sọc bà tế chết miền xa thê rập hiếp bà vát tà xa bàn hai rô bọc cực cực nơi xa mây nụ thà chìa rô bọc cực cực chân cuồn ca tớp nâng chạp bà đàm xa mây chân cuồn bà rít đâm nà bàn án vọt ở rô bọc cực cực đã bà chạp bạp đò tân rừng mùi tại màn bàn bà đò là tập hòa vây lò lời hai bằng co chi ôp sát khăn ông cả đọc sài vị bát ở rô bọc bà tê chít rùm tàng thơ ai răng sẽ đọc cả bì vọt sơ tư kết ở rô bọc bà tê chít khăn rì ai bà chì rì
có trâu tổ tư rôn nơi đây tục lông bạc căn tài thông ngôn lãng. Cả rồi bình mọc, thăng thay chồng, mình bà rít đâm rách giang một mòm thả. Bà ông, nâng cực rộng bà chí riêng đau rạ xa nơi côn thô, nâng đực nôm bà tế đau ca sân đọc bà nây lãng vĩnh. Bà ông, thlop trả thả. Chỉ vất mần nụ, mình đâm lại cơ bùa ná. Mình ai cắt thay bàn tế. Bà ở bê nà sạp tự hỡi. Cứ bật chìa mình ai rùa mọc vĩnh bàn lời. Đôi chân ách ca sầm rạch đã tốt bà hà chì vật. Trớ tài vượt đòi bà giấc bà giảnh. Nâng bị nịch bị cháy ở bàn lợt lõn, chết tí bòm phót. Đòi xa tài bà căn côl cầm nịch đôi nì. Mình nâng sầm rạch cắt tốt bà hà chì vật nô nà mần nè. Bà chào thăng thay chồng. Tại miền bình chìa ao xe nà bà đầy vừa ca bị chà ra nà rộng hạt phà. Này ca bà bật khó rộp bà nẹ tốt nụ chìa môn sân. Rồi mọc, bà ông ai kê thơ rộp bài ca. Đồng bây tru bình nất bị chà ra nà. Rồ hốt đo tờ pram lược, tờ ạch ạ nụ vọt bàn. Pôl, cứ mân ạch mơ chì vật mân nụ. Ai đô chì chì vật sát trời chìa đạch khát. Tân tâm nâng nụ, bà ông trông chưa chạy thả. Mân nụ dường, tam bật miền xa ra chít lọ sạp mọc hời. Đôi chân này, mình nụ ác rõ, sốt tại ai cài prai, ai trò lắp mọc chi mình nụ lọ vinh bàn. Nơi chân nam tì pra mùi, nơi xa mai chân cuồn, thăng thay chóng bàn trúc bình nứt cả đây nẹ tốt, đại trâu pra hà chi vật đòi khuôn pra ông ảnh. Pêl, bị nứt mơ cầm nọt hai tử, pra ông trông bàn trịp đó cả đây tục lùm bác rô bọc nẹ tốt pra hà chi vật tàng nụ. Tớp trông miên pra rít bình chìa, ai đọc lên nẹ tốt pra hà chi vật tu tàng pra tế chìa bần đọc à sẵn. Ai bộ kê bán tờ sọc cầm nát, đâm bây triêm riêp chăm đám đó nơi khăn ngọt đầu sạc chờ lọ. Hai cầm nát ai trở lắp mọc bóng hành khuôn vĩnh, nơ krong chàng an, nì rốt đầu sạc chờ chú nì chân nằm kào. Đàl bèl cầm nát trở lắp mọc vĩnh. Nẹ tốt tàng pi rôi cao sập nẹ, bán vơl mọc bóng hành khuôn cực cực khní. Tờ bệ ẩn, trông miên cất đầy cả rà nà lược lên tốt ai bộ kê tàng ọc khní nụ tử. Thắng thay chồng trông ác nô vót ca cực cực. Tờ tam con lông tu sư bất ở rì chất thua. Đó con bom lách tờ tam con xâm bát. Bỏ bất tờ tam bạp bát này cho bạp giang tầng rừng. Với chính, bị đám chi ni mơn ở rò bảo rì tì diệt chiên chân. Quạt lọp tu nhu nhung bởi ông mặt chá chiên chân. Ở thơ khiết thăng thay chồng đám bây tân đám ở rì xâm bát. Bồn tài cỏi màu. Thăng thay chồng trông chú vinh dôl bì xâm mặt tập hiếp ở rò bảo với chính. Tờp trông ạ nơi nhát ai mọc nơ bom ra kịch ca các bài bởi ông. Cái màu vừa chừng, khai từ chiếc mà nước đã mình xóa mây phẹ trong bộ phía cháu thăng thay trong chiếc tí bóng phật. Hai gọt có chiếc mà nước tay mà nẹ cốt đã mình sẽ cái đầy khá hàn hiện bảo hành cùng nứt dô bao giang trăng trăng nơi trong bộ phía phẹ phía rì chì. Mình bèl mùi, thăng thay trong mình phía đâm rác pháp đô côl ca khăn nông ca kèn tốp đã bị môn thlọp kèn dụ vật chân mình vây ra hốt đo tâm mập hay mùi chân nằm ai bằng thoi mọc trâm dụ vật chân chắp bị ảy dụ đập rằm bây chân nằm vĩnh. Tại vì chân dồn thả, cả thơ đôi này, vì nâng miên tùm nó chưa mùi rộp biếp chá. Tớp krap tù thăng thay chồng thả. Bà ổng tớp tại cổng riết mình bán giúp bình màn phong. Trúng bài chìa bọt xa nà giá nâng bà chìa riết tàu hời. Đôi này ta thơ mất nâng ách như vậy thả. Bà ổng cực cổng bà tế, bà cọp đại tù sập bất rì chả thoa bàn tớ. Thăng thay chồng, trúng bà đâm rạch thả. Xong đây rồi bảo vời chừng, bất chí mình hát phá trầm trừ. Tớp trông, bà rít chất tiên bên mía chì rung vọn. Nâng mình bà rít bình chìa, ai kèn tốp, tớ tam rồi biếp chá. Đại thọp vơ còn lòng máu hơi nụ vĩnh. Thăng thay chồng, trông chìa cùng rút đó là ốc nông cả nụ vọt chú bạp. Nơi chân em tí đọc rằm pi này xa mai chân cuốn. Chào chìa, rít chất bất rồi bảo bà niên chàng cuồng. Đại chìa bà án nách rồi bảo thăng thay chồng. Bạn cho rùm nông cùng rông ca khắp b Giang tàu sư đã chia press pha mây thông mây rồi bọc bà niên chàng cuồng. Nâng chia xe nạp ở đây mà nè. Nông sợ mây nụ bàn luôn tới cho cha rột chùm nuôi ở chào chìa. Cái rồi màu thăng thay chồng trông chìa bì rừng nì. Bà ổng trông miến bà rịt bình chìa ở bà hà chi vất chào chìa bà liềm. Nâng đọ hốt giang tàu sư chanh bì múc năm nay anh phong đại. Rụt hời tớp trông bọ sài rừng nì bà đọc bà niên chàng cuồng. Ở trông chìa tạm cà rồi. Cách bà trở bàn cọm nì mơn, môn trầy, nâng cọm mô hà chân, nòm khní xin nhạch xa xa bà ông giang tù lùm tù liê. Cà ạ nô vọt tàng bì vị thi bà ông khní. Tài anh trở cà phiếp chú lê vây,
nâng ca miên chùm nứa dàng một mòm. Ai ca xâm rạch chất thà, ta nâng cua chất rớt vị thị bạp nà đâm bây ở miên pro sức tập hiệp nụ. Vì có căn tài trời ca, ca thlăng thlăng ở bàn lợt lọn phong đài. Bà chào thăng thay chồng, trống bù cài chuyên dôl bì sát thà nà ca bàn dàng lọ. Bên khá, bà ông bà thô mê ta ca ở nà, đâm bây lục liêng phiếp có co lọ, nâng cùng nông cùng cuốn. Đối đa bà ông ăn vắt trong bùa vời chính, rứ chi mùi nẹ tốt đôi chân học đài. Hơi có tổ tụ bàn là tập hoa lọ anh chân tử. Phần tài khăn ông bèl khá tiết, bà ông có trăm bách bà vị thị khá đài đài, đâm bây đọt xài cả ra nây trăm bách đài của bà. Đôi chìa ca bà hà chi vật chào chìa, đã tụ bây trâu chìa khá mùi bóng cát gọt đài. Đâm bây rẽ xa sâu vắt tập hiếp rô bọc bà ông. Xã rộp sạch cả đầy mọc, bồn miên cho ta xa tay mùi nè. Đã ai cũng nọt bàn thả, ta ở vì lọ bóng phót rư on bóng phót nụ tì. Cứ à xa rai tờ lơ sát thà nà ca ni mùi. Thà ta dường cua bà vị thị bạp nà đạm bầy đọc xa rai bà nhà hà. Dù ta xa khắc đau nâng trở chạy, trở ta miên tàng bì, mình ai khóa mùi nà bàn tì. Vân tài bà ca xâm khăn, dường trở miên lạc kà nạ xa lạp bạ nâng phíp chú liếc vây khăn nông ca xâm ra chật thả. Ta cua bà vị thị nà mùi nụ ảnh. Bà mình bàn chạy ở chỗ bà lọ, ông bí con bầm nạch. Mà nụ nâng miên ca sổ bệnh mình cho bà lọ. Ông bí đâm lại tọp xa nón, đại khuôn trâu bàn tốt tù. Đại nâng ai vừa áo thao cho nơ ca không bằng bệnh. Hãy kịch ca có bông sơ miên bỏ sơ tập hiệp đại. Đám đau mà vậy, bàn phải nụ. Đại chi vời, đó con bầm nạch nâng đã tô dạng dụt tệ thọ. Nếu xa mai chàng của sẽ đặt chi với miền xuân bắn chỉ ác kẹt xe nạp bạc đầy chuối đức nôm kích ca bà tế chết. Đào xa bà ông trông bà cô ca bà đào bà rộng vọn nâng đã tốt bà nhát đào dự tệ thò. Tớp thơ ai nô cô chi miền ất thị bôl ở rừng mộm. Hơi sẽ đặt chi với tớ tuôn bàn ca lực đồng càng chi khẳng. Bàm buôn chân nằm đồng bồn nây ca cồng riêng sẽ đặt chi với trông bà tế kích ca đức nôm cực cồng ai tớ ni mơn thân lạ thông tiền ọ. Đại bà ông mình lúc loạn ở vầy lời. Nô cốp xanh xanh bèl khơn đôi chân này. Kê nòm khní dồn thả. Bà cháu ạ thư riêng tôn trì. Hãy có nòm khní bà chí dìm chlín biên tam chị đàn rô bà nô cô chi chị bần tọ bần tọ. Vrôm tàng đoàn đàm căn cắp tức đây đâm bàn chị đàn phong đại. Bèl nô sạch chi vời. Mình dốc bà tay tục đã ở vầy tàng ọ. Vân tay kà rai bì nô màu. Bà ông mình bà rít bình chìa đo niềm ơn. Đã thay rạ xa khổng chị đàn phị kháng cát ai mọc chôl còn. Hơi trả thả. Tăng ta bị lột tổ tùa đồng này màu. Dưỡng ban tổ tùa rộ bài ca. Đã nị dì ác rộng bị lột sớ rõ thằng ngày. Vân tài. Cái bí bình chun mà nụ. Ai tới sớp ổng kết khơn thả. Đây sẽ rãi nơi đồng bọn nụ. Vùng rịt bàn cắn tài trạng. Vô chìa riêng. Miên chi vô phép ruột nơi thủ thị. Càng nghe cực khổng ở vầy. Có riệp chấm chặt tránh bàn lọ. Miên rộ biếp riệp rồi. Với ảo trị đàn tiệm kháng cát ở rộ bỏ dưỡng, khuyến ở rừng rào thông đồng cát làng tỏ tài sạc. Nó bằng hành thả, lúc chi niềm mớn, đại lẽ băng sở tệ bản nhá, khăn ông cát được nòm ọc bí cầm lắng cải chật. Hỡi, có mình thu lập sốc bản bộ mình trái thông thống, đã nơi có bài dưỡng tiệt phóng. Cả rào bí nô, sẽ đạch vời, bản protein con bầm lạc chi rộng vọn đầy sài trong nuôn mơ rồi hạch tả, ai còn chi cả lực tực chật. Bạn tỏa bì nụ màu, sạch vời miền bà rít bình chi ao niềm mơn mà nẹ tiết chôl còl, trông trả thả. Chạp tăng bì lột cho cánh đồng lệnh màu. Miền mà nụ cao sở xa đoàn lột, ao dường sạch chi nịch. Bọn tái cao ý bì bàn bình chun mà nụ ao tờ tạm đàn mơ sạch thả nập hiệp bất khơn thả. Mình trấm tại vì sài trong cả. Trời tốt ở nơi tùm nê cháu ít bàn cả. Ao xa mạng đọc bình bình nọ tì. Bà chìa riêng có nơi tái ọt khuyên kỳ kỳ lùm bạ. Sớ tay mình ách ruột nơi bán tiệt phỏng. Cái bì đi, bế đại cổng chuốn, trớ nô cô cháu vị lục. Lốt đai nơi cái bài nụ. Bài chìa mình prom bằng chún tì hiến tử chùi. Hái nô bê vời cổng, chuyên biên cổng siêu lính. Lốt tờ chìa mình đừng rưng ở vây tờ sọ. Hẹt ní, tụi bây chìa mìn mà nụ đỡ trở ấn. Nòm khuyên lướt sọ xá bì lục, ao dân sắp dàng ná gật đào. Nó cứ chỉ ca bằng hai nhòi khuyên thả.
Lục sốc xùm nốt mà nú, đã nớ cơ bại dưỡng. Cái bì bàn sẽ đầy bệnh tốt dàng thân thân ngộ hợi. Bởi ổng, trông miễn bà rít bình chí ai nằm khuôn niềm mơn mà nẹ nụ. Nâng mà nú chùm nứt ở bóc bởi ổng, đã xì xùm nốt dục tớ bà hà chi vật cháu tiền ổ tử. Cái bì bàn chặt chay bà đọc con bầm nạch, nâng đã tốt dàng đại khát dàng đốt chân này hợi. Nô cô chỉ có bàn bình chún con công lắng, tờ vi bọ bần đà nô cô bình xinh, đã chân liên biên nơi tam chị đánh. Ở rồi dễ cao bàm buôn chân nằm phòng đại. Phía kháng cạt vì lúc nó cô trả vời. Rùm tăng vi còn tọp vời. Nơi khăn nông krong chua chừ. Nâng lòng bọt sạch vời hủy. Sạch vời hủy ở lâu tục tùl. Chăm bạch trời thuốc đầm nào trở lắp tư nó cô vinh. Tam lẽ khăn bên chốc sân kìm. Rì ai nó cô chào. Có xong tức đầy mà hạ công bên chân phía kháng trường. Đại khuôn căn cắp. Ai mọc nó cô chi vinh. Tăng pi nô màu, bọn đàn niềm mơn mân trái rít ca ở rô bọc nô cô chì. Căn ta miên chùm nưa giang mốt mòm chùm bố sạch đạch chì vời. Miên xóa mây phẹ, nâng ác nô vát tuôn nê ti giang xa mọt trăng bòm phót. Pi mùi thang ngày tờ mùi thang ngày, nô cô chì căn ta rừng mòm chì lộm đắp. Bọn đàn nô cô bệnh bệnh, mân hiên chì liên biên mọc lơ nô cô chì tò tờ tiết. Rò hốt đò tờ chiêng mọc hầy chân nằm. Cá bắt đò con bòm nạch, nâng cá đã tô giang chẹ lẹ. Chỉ vì thế là lọ bằng phát môi đậm bầy bằng phát cả không bằng bằng rộp bằng mạng nụ. Tạm cả bật, chất lãm rộp bằng mạng nụ, không biết ở vầy cô ở smog smog nụ tỷ. Khi nhóm không thơ cả ở lộ, lộ trớ tọp xin nông mọc vĩnh, nơi ở vầy để khi nhóm cô tổ tùl. Cả bắt đọc con bằng nạch, cứ chứ bằng nhà hai đầm miền phát bằng phát lươn bằng phát, xâm rạp nẹ đã không bằng bằng thơ ở vầy, đậm bầy tổ tù bàn phát trở lọc mọc vĩnh. Bà cả bắt đọc con bằng nạch, bộ miên cả bàn trách ở bàn chức bà lọt tế. Mình nụ cổ rộp khỉ nì, nâng cát miên cả đây sợ bạch sợ bạch. Ông bì con bà giáo đã luôn bàn thơ tên nụ. Hai phiếp xạ cầm, cả không bằng bàn tờ lơ ca nghìa, rưu tu nê tì, có ách nâng chọc xaoi, đòi xa tay phiếp mân chức bà lọt rộ bọ nẹ đực nòm nụ đại. Rì ai cả đã tổ vĩnh, vì hẹn đôi chì bộ miên phá bà bọ, tờ lơ ca không bằng bàn rộ bọ mân nụ. Đôi chì cả bà đò con bòm nạch ở vầy tì. Phân tài tạm cả bất, vì mình xa rạng xâm khăn khăn nè. Bỏ cả tì mùi, cả cùng riêng đã tố. Ai vừa ai mà nụ đã mình cùng nứt chăng vừa ở vầy khó chấp mắp tùm lộm. Mình cả khá lại rộ à. Bỏ sân bà kê xa mày tự đo tố đã khuôn nâng trời tự tùl. Hà chùi bằng tốt bóng ác nơi tông vơ khó chấp cồn tàng nụ. Bỏ cả bì, bỏ sân bà kê đã tố. Mình vừa đòi mừng mặt tê nụ. Tốt bây cả bắt đầu con bấm nách rư rung vọng bàn lọ bà xa bần nà. Có khả mìn bà giáy ở vầy thông đồng bần màn đại. Ủ tì hò, tốt bây mà nụ mà nẹ. Bàn tốt tốt đầm lại tốt xa nông âm bì ca nghĩa đại khuôn bàn thơ xóm rộm hời. Bần tài, bà xân bà kê khơn bộ côn mà nẹ tiết mìn công hóa. Thơ ca mần lọ, bài chi mần mìn tốt. Hỏi thêm tăng tốt tốt bàn đầm lại tốt xa nông đôi khí đại nụ. Vì nâng thơ ai mà nụ lọ, mìn tốt xa nạ thả. Khluôn chanh priếp nẹ đỏ tay. Bỏ cả ni, vì nâng tiên ca khom prang prang rô bọc kê ai thoi cho. Bỏ thà, thò mơ chít rô bọc mà nu. Bà prang thơ lọ, nâng thơ mân lọ, bàn phòl xa mơ khní chít đỏ đá nu. Ta kê, nâng chăm bạch khom prang thơ lọ, đàm bầy ở vầy tiệt. Sẽ đách chi vời, đàn mơ lpì kháng khả rào, tờ hạt đôi chiếm mân bàn dục chất tục đã ở vầy bần màn tế. Tài tam ca bật. Trong bàn thơ ca tam đàn chia xâm ngắt, mình bận đại ai xâm đầy rô bằng mình nụ, rư rút hiếp kháng kháu, mọc bận lòng phân nệch bàn lợi. Cá bắt đầu cơn bầm nạch, nâng cá đã tốt cho bác loa, át dục chân chất rô bằng mình nụ bàn. Thơ ai kê cực nghiệp prăng prãnh, nâng xa mắt trăng trong bước tu nê tì khăn nông ca nghỉ. Nô cô chì, đã căn ta rừng mòm khăn khla chia lộm đắp nụ, cứ bận đàl mọc bí sát chi vời. Bạn sang nơi cùng rú lọ lọ ai mà nụ bạn khờn chạy sạch đầy. Vừa ai nẹ đại bạn tốt tuôn con bóng lạch miền mô tân nạp hiếp. Rí ai nẹ bà bật khó có mần ách kịch vẻ bạn đầy. Cả bắt đầu rung vọng nâng cát đã tốt. Giang đách khát nâng dụt tệ thổ. Bật chỉ ách chui chùm rung mà nụ ai cắt bắn thoi tùng vừa ác rõ. Hời nâng vừa tai ông bơ lọ lọ bạn tràn phong đầy. Cũng đồng lại nơi cả bắt đầu rung vọng bóng lạch nâng cát đã tốt. Ách vừa ai mà nụ chăm ốt chốc với sá rồi bọc luôn phong đại. Bà xong khâm thả hình, kế có chết tay chăm ốt tử. Tái bà đang muốn thả việc bóng tay nâng xối tờ hời. Ta kế, bị bạn nơi chăm ốt vừa ở vầy tiến. Rốt vị thí tục tôi chỉ muốn, mình lọ chiêng tê rứ.
ពេលនោះគេត្រូវមានវិធីមួយយកមកដោះស្រាយនោះគឺបាញ់ឆោតមួយសង្កត់100ហាន់កៅជូដំឡើងតំណែងឲ្យយ៉ងឈើក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីបានហើយនាថ្ងៃមួយពេលព្រះចៅអធិរាជហាន់កៅជូឬហៅថាលឺប៉ាំងកំពុងគង់ប្រថាប់នៅលើរបៀងខាងត្បូងនៃព្រះរាជវាំងព្រះអង្គបានទតឃើញពួកនាម៉ឺនប្រជុំគ្នាមួយកន្លែង2ឬ3នាក់នៅតាមទីធ្លាខាងក្រៅហាក់ដូចជាកំពុងពិភាក្សាកិច្ចការអ្វីធំដុំជាមួយគ្នាទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរចាងលៀងដែលនៅក្បែរព្រះអង្គថាតើពួកគេកំពុងពិភាក្សារឿងអ្វីទៅពួកគេកំពុងត្រៀមធ្វើការបះបោរហើយព្រះអង្គចាងលៀងឆ្លើយព្រះបានហាន់កៅជូទ្រង់ព្រះសន្តាប់រួចក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយត្រាស់សួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញព្រោះពួកគេយល់ថាអ្នកដែលព្រះអង្គតែងតាំងប្រគល់តំណែងសំខាន់ឲ្យមានតែពួកសៀវហឺឆៅឆានដែលជាពួកអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯអ្នកដែលត្រូវជាប់ទោសសុទ្ធតែជាពួកដែលមិនធ្លាប់ចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គតាំងពីដើមមកពេលនេះរាជសំណាក់កំពុងធ្វើការពិចារណាមើលអំពីលទ្ធផលការងាររបស់នាម៉ឺនម្នាក់ម្នាក់ពួកគេយល់ថាបើគុណបំណាច់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះជាទឹកដីទាំងអស់មកជ្រៀកចែកគ្នាក៏នៅតែមិនគ្រប់ផងហេតុនេះទើបពួកគេព្រួយបារម្ភថាខ្លួនប្រហែលជាមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលប្រាក់បំណាច់នោះទេស្រួលមិនស្រួលត្រូវទទួលទោសទៀតផងក៏មិនដឹងការដែលគេជុំគ្នានេះគឺដើម្បីលើកយកបញ្ហាមកជជែកវែកញែកថាបើគង់តែនឹងជាប់ទោសជាដដែលយើងនាំគ្នាក្រោកឡើងធ្វើការបះបោរតែម្ដងទៅវាមិនប្រសើរជាងទេឬពេលត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ចាំងលៀងទូលដូច្នេះហាន់កៅជូឬលីវប៉ាងនេះកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងឡើងត្រង់ត្រាស់សួរទៅចាំងលៀងដោយអាការៈញាប់ញ័រក្នុងព្រះទ័យថាអញ្ចឹងតើលោកយល់ថាយើងគួរដោះស្រាយដូចម្តេចទៅវិញទៅចាំងលៀងក្រាបទូលថាមនុស្សដែលព្រះអង្គមិនពេញចិត្តបំផុតហើយដែលពួកគេនឹងច្បាស់គ្រប់គ្នាគឺជានរណាយ៉ុងឈើព្រះបាទហាន់កៅជូតបបើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គប្រញាប់ប្រកាសតែងតាំងយ៉ុងឈើឲ្យធ្វើជានាម៉ឺនថ្នាក់ខ្ពស់ឲ្យគេបានដឹងគ្រប់គ្នាទៅពេលនោះពួកគេនឹងគិតថាសូម្បីតែយ៉ុងឈើដែលព្រះអង្គស្អប់បំផុតនៅតែទ្រង់សពព្រះទ័យឲ្យបានធ្វើជានាម៉ឺនធំដូច្នេះអ្នកដែលពុំធ្លាប់មានរឿងអ្វីតើមានអ្វីគួរឲ្យភ័យទៀតទៅដូច្នេះពួកគេគ្រប់គ្នានឹងមានទំនុកចិត្តហើយរឿងស្មុគស្មាញផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតឡើងក៏នឹងត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងជាមិនខានព្រះបាទហាន់កៅជូទ្រង់ពិចារណាមើលទៅឃើញថាសម្ដីរបស់ចាងលៀងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទើបទ្រង់ធ្វើទៅតាមយោបល់នោះឯងរីឯពួកនាម៉ឺនទាំងឡាយនោះក៏នាំគ្នាឈប់ភ័យជ្រួលច្របល់ផងដែរព្រះបាទហាន់កៅជូទោះបីជាព្រះអង្គធ្លាប់បានធ្វើសឹកសង្គ្រាមរហូតទទួលបានជោគជ័យជំនះទាំងស្រុងប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកព្រះអង្គក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនផងដែរការផ្ដល់គុណបំណាច់និងការដាក់ទោសថ្វីត្បិតតែជាទូទៅវានឹងផ្ដល់ជាផលល្អក៏ពិតមែនតែកាលៈទេសៈខ្លះដូចក្នុងករណីនាម៉ឺនមួយចំនួនដែលសម្លឹងឃើញចតាកម្មអាក្រក់ជាមុនហើយនោះគេពិតជាមិនព្រមបិទភ្នែករង់ចាំទទួលចតាកម្មនោះឡើយហើយពួកគេក៏មុខជាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើអ្វីមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចតាកម្មនោះជាមិនខានគឺសំណាងល្អម្យ៉ាងដែលមានចាងលៀងមើលធ្លុះអំពីបញ្ហានេះទើបគេសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនោះគឺការជ្រើសរើសយកយ៉ងឈើធ្វើជាគំរូមួយឲ្យគេមើលឃើញដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានភ្លឺភ្នែកលែងគិតភ័យព្រួយតទៅទៀតនោះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនាពេលនោះផ្ទុយពីនោះបាហាន់កៅជូជ្រើសរើសវិធីមួយផ្សេងទៀតដូចជាវិធីសម្លាប់មាន់មួយគំរាម100ដោយបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតយ៉ងឈើឬបញ្ជាឲ្យដាក់ទោសនាម៉ឺនដែលប្រងបង្កការបះបោរទាំងនោះវិញពេលនោះគឺពិតជាពិបាកជៀសផុតពីសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយក៏មិនអាចដឹងបានថា
តើនរណាជាភាគីចាញ់ឬនរណាជាភាគីឈ្នះនោះដែរបាញ់ឆោតមួយសង្កត់100ក្រៅពីធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាព្រមអោនក្បាលបានធ្វើឲ្យស្រុកទេសមានភាពស្ងប់សុខថែមទៀតយើងអាចហៅល្បិចនេះថាជាយុទ្ធវិធីព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរសិនដោះប្រណីហួសហេតុពេកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសថាទុនជ្រាយធ្វើឲ្យគេបានចិត្តហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តឹងតែងរឹងត្អឹងនឹងអំណាចហួសហេតុពេកអាចធ្វើឲ្យទៅជាសាហាវខូខើប្រៃផ្សៃនាំឲ្យកើតមានការរើបំរះប្រឆាំងតបតមកវិញឬបង្កនៅការចលាចលផ្សេងផ្សេងយ៉ាងធំធេងហេតុនេះយើងគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងច្បាប់ទាំងពីរទុនគូនិងរឹងខុងមេងគ្រប់គ្រងនគរស៊ូកាលខុងមេងចុះពីភ្នំងៅឡាំងកាំងចេញមកជួយធ្វើសឹកឲ្យលីប៉ៃដំបងគាត់ទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកតបនិងក្រោយពេលលីប៉ៃបានឡើងធ្វើជាប្រជាអធិរាជគ្រប់គ្រងនគរស៊ូខុងមេងក៏ទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជរៀងរហូតមកគាត់បានបូជាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីបម្រើដល់នគរស៊ូក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅរយៈដំបងដំបងខុងមេងបានដាក់បែបបទច្បាប់និងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរឹងដែលផ្ដល់ហេតុផលថាត្រូវតែបង្កើននូវភាពរឹងមាំក្នុងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរដ្ឋដើម្បីកម្ចាត់ពួកដែលចង់ប្រើឥទ្ធិពលដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងទឹកដីគាត់បានកំណត់ក្រឹតច្បាប់ហៅថាស៊ូខឺសម្រាប់ប្រើក្នុងនគរស៊ូនិងបញ្ជាឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងនិងដាច់ខាតបំផុតវិធានការទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនមេតបព្រមទាំងនាមើលផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកប្រតិបត្តិពួកគេបាននាំគ្នាផ្ដល់យោបល់ថាគួរតែប្រើនយោបាយគ្រប់គ្រងបែបទន់ភ្លន់ទើបជាការប្រសើរពួកគេបានសរសេរលិខិតបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនផ្ដល់ទៅឲ្យលោកមហាឧបរាជថាកាលពីសម័យមុនពេលដែលលីវប៉ាងបង្រួបបង្រួមទឹកដីបានហើយគេធ្លាប់បញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រនគរឈិនគោរពប្រតិបត្តិនិងបានយល់ពីបែបបទគ្រប់គ្រងប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្ធូរបន្ថយច្បាប់និងការដាក់ទោសដល់តឹងតែងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រជារាស្ត្រនគរស៊ូឡើងវិញទៅជាការល្អប៉ុន្តែបែរជាខុងមេងយល់ឃើញថាស្ថានភាពរបស់នគរស៊ូខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីសម័យដែលលីវប៉ាងចាត់ការទៅលើនគរឈិននោះមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានទេគាត់បានបកស្រាយថាកាលពីដំបូងឡើយនគរឈិនគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការដែលសាហាវប្រៃផ្សៃធ្វើឲ្យរាជមានការខឹងសម្បានិងស្អប់ខ្ពើមគ្នាជាខ្លាំងតរតែទ្រាំលែងបានទើបគេនាំគ្នាងើបឈរបះបោឡើងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិត្រូវជួបនឹងក្តីវឹកវរចលាចលជាខ្លាំងហាន់កៅជូឬលីវប៉ាងយល់ពីស្ថានភាពនេះទើបងាកទៅប្រើនយោបាយគ្រប់គ្រងដែលប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាបែបនេះឯឡៅជាងលីវចាងគ្រប់គ្រងនគរស៊ូដោយភាពទន់ជ្រាយគ្មានបញ្ញាទើបមិនអាចនាំយករបបគ្រប់គ្រងដោយករណាធម៌មកប្រើបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើច្បាប់នឹងទណ្ឌកម្មដែលតឹងរឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាដឹងថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាអធិរាជនាមិនមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានបែបបទត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទើបវាសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រោយពេលលីប៉ៃសោយទិវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គលឺឆានឬហៅថាឡៅសានបានឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្តដែលមានព្រះនាមថាហៅជូដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងលីវឆានក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរស៊ូខុងមេងបានកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការផ្សេងផ្សេងឲ្យនៅចំនួនតិចតួចល្មមហើយបញ្ញត្តិទម្រង់ច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែជាក់លាក់ជាងមុនដោយប្រើទាំងធរក្តៅរួមនឹងធរត្រជាក់ផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីពង្រីកអំណាចដល់នគរស៊ូខុងមេងបានសម្រេចចិត្តនាំតបទៅបង្ក្រាបពួកបះបោនៅតាមជាយដែននៃតំបន់យូណាននិងសេឈួនមុនពេលចេញដំណើរម៉ាស៊ូឬហៅថាម៉ាឈៀវនិយាយជាមួយខុងមេងថាទីតាំងនៅតំបន់នោះ
miễn ông này phó lọ nà tớp chân chết phía tích nơi đồng bọn nú kỳ tán tại thua cá bạc báo chia riêng rồi hột màu bọn crap ban thằng ngày ní ngày dãi kế có nửa ngớp một bạc báo vinh chia là đáy là hẹt ní và nhà hát xung khánh vì sạch thất là tròn thả tờ dưỡng à dục chứ nhá lượp nách sạch tệ ở rõm bộ kê bàn đại rửa tế bố cả chứ nhá đôi cầm lãng tốt tay mà giảng có bùm sơ miên hẹt phó lọ bình mạng đáy cả chứ nhá sẵn kìm phơi chân vì lọ chỉ chiến chứ nhá đôi cầm lãng tốt nhóm sẵn khâm thả lốt bà có chỉ ách vừa ở bộ bạc báo tàng nú miên chùm nứa nâng cổ rụp sở lãnh trong bố rụt lốt chi mạnh khán không mềm dồn sớp nâng ca pra vị thí trở trẻ tôn phần lùn tục tôn nâng phiếp rừng tăng rộ bọc bộ kỳ cứ pra tàng cầm lãng bái nâng cả đây mê tà thỏ không mềm bàn chắp luôn mân hùa rứ hào tha bên hắc bàn pram bị đòn hơi bàn pra thỏ mê tà đọc lên kê tàu vinh tàng pram bị đòn chắp tàng bị bè nô màu bộ kê có ách bóng krap bộ kô xâm phôn nơ đâm bàn xê chuồn nâng dù nàn bàn giang pinh lĩnh nâng phong rít âm nách ất thịp bộ rô bọc nơ kô xu bàn giang rừng mộm krap bì nô màu không mênh bàn pra kàn dốc nơ dốc bài krup krong nơ kô xu đại pra tàng nơ dốc bài rừng nâng tôn rùm xăm khní chì riêng rô hột màu hãy có tụ tụ bàn lạ tập hòl cua chì tì bình chật phong đài ở vầy đòi phía tràn tai móc chia cú nâng khỉ akra cú nâng lọ sò cú nâng khmer các đại cú nâng trò chẹt rẹ cú nâng chữ cứ chia câu ca đại manu thọp đăng tăng pi sạ mày bộ ràn mọc mà lại phiệp chia cú nâng khỉ ní phiệp đôi chia âm rét rư đôi chia chừng chừng đại dương cướp khỉ cú yộc chất tục đã thơ ở về miền to là dạ phiệp nâng khỉ tam bát pi sạt khnông pravatasa bà khóa tốt là dạp hiệp nâng lộng yên tờ lỡ tại phần này nà mùi mơ lờ rộng lộng nơi phần này mùi phần tiền kịch cạp xe xe ách nâng chút bà nhà hát đòi chìa mần phọt lời tốt là dạp hiệp cứ chế chế báp thò mà chịt bà tật làng mấn minh sọ lột dương ní có nâng trớ lịch lùng bà miên tay tật hút tờ chìa chồng hài tay mần miên tật phương thơ lẹ mọc vinh lột dương ní có nâng ớt tật bà các đá hút hành giang nam mình khăn ông đâm náo chi bệnh rư khăn ông ca cực cồn dường trở tay tôi tuốt qua bài bót đa chìa cù nâng khăn ní đòi mình ai bắt để xài bàn lời không mình miến chạc khổ vi sai về chân ngài gọt chạy bà tên vị thi cả đầu rùm khăn ní chìa mùi vị thi trở chạy đâm bây rẽ xa tôi là dạp hiệp khăn ông ca đực nòm bà tế đã tuốt chìa khăn ông xa mai công chư tờ đôi sập ngày ní có rất tay trở ca vị thi tăng pi ní chìa đỏ đài kê pra vị thi ọp rùm mê ta cả rơ nà đâm bầy bận đọc lời chất lo lõ đòn mà nụ hơi có trớ tê pra bà nhạc chấp bắp nâng cả đã tổ toan đòn nẹ lâm mơ chấp bắp phong đài đâm bầy ở rẽ xa oi miên tô lê dạp hiệp khăn nông xong cùng bần tài bà vi lùm yên tơ mặc hàng đô chì bà mê ta trô lê bê dạp hiệu vẹ cắt tệ nâng chùm rinh oi mà nụ tơ chìa bàn chật vừa ở vây tam tùm nương chật xong cùng khuyên xong đạp th hai bà tân tay hút hai bếch vì khai tờ chìa cao rùm lốp bom biển kịp xong cót đã từng thơ ai mà nước rơ bom rác bà chăng to và chìa đậm rồi trời miên âm nách cực cực ai bà chìa rì có trời miên sất xe rây phiếp rô bọc bà chìa rì phong đại mà nụ chạy lạt rư nẹ đực nóm đà chạy lạt kê nâng chạy pra vị thi tăng pi ni đà vì ai thương ngôn rư bà yên mà lo mà cao tờ tam cả lạ tê xạ tại bộ mẹn bàn này thà, phải yên chưa riêng rô hột nụ lời. Ủ tì hò, bếl bà tê chít chụp nâng vị bát ở rư sông kìm. Rất thà bị bà trở miên bát bà nhạt bị xe, rư bà kà bà chấp bạp ả nhà sắc. Rư bếl trở bằng rùm tòa bà chăng xìm xìm ở chọc chôl mọc sắp xà chiến. Rất thà bị bà, có trở tà bà chấp bạp ả nụ cừu rư lực lên tổ. Đã cả rần này bị xe bạp ni, kế bom ách dục mọc prau chín nịch cảl khnông ca cướp cướp prate nụ tê chấm pua ẻ rịa bát rô bám nụ dương mẹ có đôi chân nọ đài dương cua tai xâm rách che cầm nót ai bán che lẽ âm pi ở vây đa chi tôn nâng ở vây đa rừng bừng hiệp tôn phồn mê ta cả rần nà việc bông hàng ai khơi pi sạ man na chất cả cô rục cả đo kết tê du hiệp vây chlạt mù một miền chạ khổ vi sai về chừng ngày đã ách dục chín nịch chất ở rô bám nụ vừa ai mà nụ miền chung lưu tục chất
có rụp tọp tò mọc vinh. Đã chỉ ở sọt đó xạ sứt, không cá tẹo tin tức chất mà nụ, ở chỗ rùm xa hạ ca chi mùi khỉ bàn. Đã bùm mên ca, tôn trì nụ lời. Rí ai ca pra âm nạch đạch khát nâng tầng rừng, có bùm mên sọt ta chỉ ở tạ xa nhà này phiếp cách xa hào nụ đại. Đó rạp nà kê pra viết tới 8 vị thi đó xòm xọp, bằng hành ở khơi nơ chê tà nà rõm cho bà lô. Đã chỉ vị thi tầng rừng không cá bằng khom nẹ bà bật khó, ở trò lọc mọc bà tệ bắt tam bài bót đó trâm trừ vinh. Hỏi có bông mên chi cá tân rừng, mình chết đập kê đập ai nụ đại. Tôn phần, tay mình tôn trì. Rừng bưng, tay mình rừng cho chê. Cả chết bà các bạch tôn phần, nâng các bạch rừng ai xóm sớp tới tam cả lạ tế xạ. Cứ chia vị thi rô bọc mình uch lạc, đang cà rục xì, đang nông phơi rọt. Đầm bây xâm rạch phai nạc ca thông thông môi châm nuôn. Đầm rơi ở miền đầm nạc ca xóm sớp tơ tam tùm nô kháng kháng. Prom, đèn trời bóng bất rương xâm ngắt ao chết bóng phật. Mình ách bần đá ao chọ là bên trong nất nà mùi lại. Prom, bà miền plot ở vây tay bần tịch bần tuôn. Có ách phơ ao cửa thân nạc bàn đài. Băng mê, chlong xạ mật. Phai nạc ca xóm ngắt, rô bò chào cào. Nhi chân nằm trong bệnh chấp nơi rạch chạc cao, ạ thư riêng chân xì. Bởi ông trông riêng chân tơ bà biết đồng bọn hồi chí nâng làng xìa. Đại miên lý sư chỉ ạ kẹt xe nà bạc đầy. Chào cao chìa mà hát tơ lực chung nứt. Nâng nếu ông mà chá khu hay chỉ riêng chạc bọt ra bấu. Nóm khí nếp đồng hai tam bà ông tơ. Khân ông lòng bèl thuốc đồng nà mọc đòl sọc xa chiều. Bởi ông mà chá chân xì trông bà chuôn chìa tùm ngôn. Bởi ông đừng luôn chạc bạc thà. Mà chú rít căn ta sẽ thất nơi trong buộc một hời. Tớp trông miễn rít bằng tu tớ chào cao. Ôi xó xê bà rít cho xa mùi tam bà rít cho áo ca rô bọc bà ổng. Bạp tớ đào phu su chí rít cho bọt ra cho bọn. Đại công phong mơ khó trơ con tốp tam chỉ đàn. Khân ông bằng tì mùi đào căn cắp đòi lục mê tốp mừng thiên. Ôi bà ổng bà nhập trò lọc mọc rít thiên ni vinh chìa bằng tuần. Cô rõn tại xa lý khất xó xê chóp. Mình toàn tiếng bán bằng chung tờ phòng. Chân si có sao tì vần cột tử. Hẹp ní, bà rì cho bọn đâm. Nâng bà rì cho bọt ra rô bọt chân si. Trở sở thật nực nông đáy rô bọt chào cào tiếng ọ. Đói xa tê bà chào ạ thư riêng. Trông sao tì vần cột nâng ạ kào rì thân ní. Đôi chân nè, tớp ạ kẹt xê nà bạc đầy lì sư. Miễn ca bụi bà rõm khlạch kranh đâm nâng ní. Lịch lư chọc chai tờ kháng kranh. Ách nâng nôm ao sát thân ca sọc tế khai tư chí miên rương vực vô cho là chọn cát lạng. Hẹp ní, kê có lẹ đâm nâng ní giang chất chí tí bóng phốt. Mình toàn chặt ca ở riêng trong bí thí bồn sọc ở vầy lại. Rương ní, miên tay lì sư, chào cao, phù hay. Nâng mà hát lắc chung nít bóng phốt bần nó đạt bản đẳng. Chào cao, chí mà hát lắc đã nực nông vẹn tăng ta bị khám mến. Thu lọc bóng riêng phù hay bì môn màu, tớp. Mình phép chất nất chìa môi hù hay. Phú sù, rì chất bọt chất bóng rô bọt chân xì. Chìa mà nút mình nị xài. Nị dây trăng ật lẹ liềm. Tái ở rừng tặng, đách khát bẩn tích. Hời, mình sớ trâu khní chìa môi chào cao bồn màn tỷ. Tại, bài chìa mình phép chất nất chìa môi nâng mê tọp mừng tiền tờ bình. Cả bà chào ạ thị rít nâng mình bà chuẩn. Phú sù, thu lọc bà chăng chung tốt nâng bà ổng. Mang tớ mang màu. Ở chỉ tràn lớp tràn xa mọc hời. Với ai bà ổng, mình sẽ sắp bà hạ lật tầy, nâng kê nút bồn màn tỷ. Hẹt ní, tớ bà ổng bằng chung kê ai tớ cực rộng tỷ hiến, chỉ mũi nâng mê tọp mừng thiền tờ vĩnh. Đã tam ca bất, chân xì, trông chú anh dồn thả. Công nít ở bọc phù xu bất chì trầm trừ. Cá bằng chung kê ai tớ nâng chỉ mũi mừng thiền. Tam bất, bồn mên chỉ ca đã tốt ở vây nụ tỷ. Tại chỉ cả bằng chúng ta đâm bấy ở kế bán vực hạt luôn ở miền phía ở rừng bằng nụ ảnh. Chào cào đừng thả. Cả đại bác cháu ạ thư rít trong miền bà rít cháu cả ở phù xu vô trọng lọc mọc rít thần ní. San giang. Đại tụ bấy chí nực nông rít cháu xa bông bán bằng chạy cho bà thả. Nâng trắc ai nô nà lan xong rít xong bát bằng tỏ gọt đời. Tại khăn ông ạ tần này khăn ông rít cháu xa nụ. Vì có chỉ cả bằng chạy cho bà loạt thả. Tại bà ông miền rít cháu bóng nông giang nà. Bởi tám bà rít bà bây ní đã ảnh vật tỏ tỏ khăn ní màu. Cứ phù xù chì bà rít cho bật ra cho bóng ní ảnh. Tớp xạ xong chì nẹ xong rít bắn tỏ bì bà ổng.
cháu cào đã bấm sâu xì xài khí chỉ mùi phù su tên nụ mình cùng nật thả bà phù su lãng thơ chia bà cháu ạ thơ rì cứ bật chìa bông miên phá lọ ở với đọc luôn lời hẹt ní tớp kẹp chìa giếm ở rộng mặt châu bài đám bay chặt ca túc chi mùn cỏ la ốc rô bọc kê cứ rít chá xa đã sật thất nực nông con đáp đáy ở rô bọc luôn ní ảnh nẹ đã bàn đăng bị cột bông nông rô bọc chân xì mùn kê bèl bà ăn sao tì văn cút cứ miên tay mà nụ bay nẹ bần nó đã đăng rưỡng cứ luôn ảnh lì sư nâng hù hay hẹt ní tớp kê ách bánh chóc bánh chốt bì nẹ tiết nụ bán Away có nâng bỏ bật tớ đòi rồi luôn chìa mần khẳng. Phải nạ ca, băng mê chlong sạ mất có chạp đàm cả lợn. Kê kết sắp sai đầm nâng chanh tớ cực tức đầm bàn thả. Bà cháu ạ thư riêng miên bà rít cho áo ca ai hù hay làng xin nông rít bàn tớ bì bà ẩn. Hãy khlánh bàn lâm lơ bà rít cho xa bàn chì ai phù su nâng măng thiên xâm lắp luôn ảnh cháu. Bà thơ đôi chân này bàn khluôn nâng ai đếch luộc giang rộng phơi mình chăm bạch phây bụi ở vây tên ơ ai ôm nay ất thị bôl ở rộng bạc khluôn có căn tay khlang chiếng sạc máy bạch chào ạ thị riêng chân xí nâng miên bạch chân tự tiên cởi bì xâm ra chất sạch bạch hời chào cào có tờ chúp nâng hù hay đạm bây cho cha bằng cho bằng châu bằng tích mà đoàn thả bếl đài bạch cháu ạ thị riêng trung sợi tư viện cốn bệ ấn mình toàn bán tài tăng nè ấn mà chắc ấn nà muối nở lại tê trúng căn tài miên bệ rít cho ao cá ao phù xú trở lóp căn rít thần ní sàn giáng bần nó hẹt ní bệ sân bà phù xú trở lóp tự đa rít thần ní hài nú kế một chiếc nâng đầm láng khuôn ánh chi bệ cháu ạ thị rít chi mần khan rì ai bệ ấn chi bệ rít cho bật trá đó là ó mùi ấn đã bà cháu ạ thị rít trông sắp bà rít hạ rật tới chuyện kê. Bài chiếc mình bán cực cực rung phản đấy xông bấy tại mối trọng rịa tốt có khẩu mình đây. Ta ní chìa ca giúp tệ thoát đa rửa tết. Hù hay ngụa bà xe ra xa hai có bán cho lại tọp tờ bình. Bất chí ảnh chăng mên hai. Ta dẫn thlọp lưu kế nì dạy tha. Bà cháu ạ thị rít đa chú liêu vấy. Ta ảnh tại xoal bộ bò rửa vã. Bà bày đá đó chỉ liều chá lát tánh tài xoá bí bật trá rồi bọc luôn cá ba sầm đạch bệnh đà chặt khát đột ní cứ bất chí bà ấn miên hạt phá ở vầy muối cho bà lò hơi cháu cào chi diếm bằng chốc bằng chôn bằng tỏ tiền mến bà cót chi ảnh chấn ở hốt nụ tế bà ấn ở vầy cực giáng ví ạ sài lơ mà nụ chi nẹt vơ hạt ní chùm rớ miên tài bì bà nó rư muối phán đầy tàng mũ thật lẽ mọc chìa rô bọc bệ ấn rư muối thật lẽ từ khăn ông còn đập đáy rô bọc phù xú tàng bì dàng ní việc khó khăn nít đôi mệt nặng đây bệ ấn chìa nét đà miên sức trở rớ mồn kề âm lát khăn ông cao xâm rách cư sở thất nở lờ khuôn bệ ấn tu bằng cúng nâng lộ ạ kẹt xe nạp bạc đầy lì sư bẩn nó ba bệ ấn dô sớp tu bằng cúng nâng khách khăm bằng chốc bằng chốn lì sư chìa bẩn to hãy bà rì cho bà trá rung chấm tới ngày làng cổ rì xong bạch tái bà nó bì đồng bồn hù hãy hát đồ chìa mình dồn bồn tàm tê tại bàn tóc bì trớ cháu cao plom trở chìa bàn tích mà đòn máu hù hãy có dồn sọp tàm phìm bàn tóc bì nụ cháu cao có bàn tờ rục lì xử đám bấy bọ sải bàn tò lốt của bàn cháy đồng bì rương lõ nâng ạc rắc ở bàn cho bà lót chìa môn sân thà bà phù xù láng chìa bà cháu ạ thị riêng kế mục chìa tàng tăng mừng thiến ai láng chìa ạ kẹt xe nạp bạc đầy chùm nuốt rụt lột chìa mần khan lột chìa mần nuốt chạc tùm đà bà cháu ạ thị riêng muốn tục chất bòm phót đá xạ xăm nước đầm náy nỉ na đôi chân nét ta lốt sọc chật ai kế mọc đành đàm tờ vánh đòi sùa sùa tê rứ lý sử có mần khó bị hù hay ở vậy đại kế bà cách bị đầm bồn tái bàn tọp bị kết thằng thái rồi màu kế có dôn sớp ạ nó vắt phai nạc cả băng mê chlón sạ mật rùm chìa mũi chào cào nâng hù hay anh chẳng tử cởi bèl xâm rộp xâm rùa bàn chốt chạy hời chào cào có riêng chăm ạ nó vắt phai nạc ca chìa bàn toàn kế chập đàm cài rít chá xa rô bác bà cháu ạ thị riêng đã bình chìa ai phù xù trò lập tư rít thân y sàn giảng bà mọc chìa cát đã bình chìa ai phù xù trở thơ ạ tật hiệt vinh đại xâm an lại thả kể mình công hóa bà chăng nâng bà cháu ạ thị riêng
Prut lop to mót chi chan lợp chan sa mọc hai. Ri ai lộc mê top mung pin, got trợt vơ at the kid do kneed die. Dao sâm ang lê tang. Bret chow at the ri kum tok pretai out the gnom top chi chan sa net. Tai lộc, bay chim an ai sang snap die away a ban chit dom kompun sa. Hai, trợt prokot dom nai, oi tơ lộc vang li, chim mê top rong to tool bun to bun. Chom nai, rừng bret chow at the ri trong sao ti vang kut. Có buộc kê bấm bất giang chất mình ai miên nô nạ đằng đại. Lúc trả tài vô trả lọc mọc đó là rít thê ni vĩnh. Tớp kê bà kác bị đâm nâng sau tì văn cốt ở rô bà bà cháu ạ thị riêng chân xí. Hãy kê có bà kác bồm khní đại thả. Bà cháu ạ thị riêng miên bà rít cháu ạ ca tanh tăng hù hãy. Chia rít tì hít, ai làng xin nông rít xâm bạch bần tỏ. Đã là cà rời máu, miên bà niêm thả, bà cháu ạ thị riêng chân ơ xí nụ ảnh. Băng mê chlong sạm mật, miên này thả, vơ phai nạ ca xâm ngắt đâm bây xâm rách cô đại ở vầy mùi. Bà băng mê chất, kê nâng a chlong sạm mật bán đòi sô vật tập hiệp. Tại bà băng mân chất vĩnh, kê nâng khla chi châm nây rô bà trái chá làm đôi chân học đại. Chào cào, chìa mân núp Atama nì dùng, khô khẩu, bố bênh đòi lập bách cỏ, giang si chung rơ bòm phọt. Kê, phlom trò chi hù hay, nâng ly sư, bàn đòi nghỉ. Rốt lẽ đã tốt tờ lờ phù sú nâng mân thiên ban giang tùm nồn. Rốt lờ khu hay đa nực nông kỳ nhằm rô bọc luôn. Ôi làng chìa bà chào ạ thị riêng chân ơ sư. Đại bồn miên nẹ nạp xên bán đăng bí ca bật nỉ lời. Kê bà dô tờ xa băng mê chlong xa mất ban giang rô luôn. Đó xâm rách cô đại ơ rô bọc luôn giang chuộc chảy. Băng mê chlong xa mất. Mần mên chìa ca xâm đau tờ lờ phai nạ ca xâm ngắt. Đã bố cố xâm anh thông ở đá vừa nụ lời. Tại chỉ phải nạ ca xâm ngắt công rất khúc buộc. Bật băng mà nụ bàn tù tàng phản đầy. Bà ô bài coi giang bên bà sắp. Rồi hốt đó nẹ xâm anh thông ở đá mình nực xâm anh đó. Đã bà priếp mọc xâm mây bà chụp bắn. Dường thu lọc đứng rút mọc hai âm phí xin nạ đầy rô bọc cọng áo cây đá. Đực nôm đại ô xâm áp bình lạ đinh. Đã bàn vi bà hà tờ lưu ạ kia World Trade Center rô bọc Amerik. Cả bịt ngay tì đập môi khai cả nhà chân nằm bì bòn môi nổ ảnh. Băng mê chlòng xạ mật, chỉ dốt tất xác đã trực án vọt ai khơn thả. Đồng nà ca kháng kà rào mình lạc nạ xa manh thó mặt đà bóng phất. Bù mình ở vầy khóc bọc rạc đầy rưu cú ai xong xài lời. Bọn tài tạm bật, ở vầy sất ta chỉ ca rịp trăm chạc rô bọc bộ cơ. Rưu cọng bộ cơ đào chìa mê cung nít. Đồng bầy xong rách cô đào mà giang. Đồ chìa phai nạ ca chạp ốc kết tư chuẩn. Rưu phai nạ ca rộng đọc châm nạp khó mạng. Hãy đạt kra bì ní. Chỉ ra anh ta chia sạc ca một phiếp ác rõ. Nâng bộ bình đòi phiếp khô khâu tờ vĩnh. Bố rô thà, chỉ tu tử. Khi nông bà tê bà chia thấp bật tay. Rương đã tẹt tôn đòi mô hà chân. Kể tài bạc châm hò ai mô hà chân đừng cực bê bè lì. Cả đà dột đăng bì lập bạch con ác rõ. Bố mên bà này thà. Dương trâu thơ ác rõ đôi kê nụ tì. Tại dương trâu đăng chia môn. Đảm bày bà giác công ai thơ lôi khuôn. Phải lẽ chỗ tức nông ăn tiết ở rô bọc nét đà miên bòm nông ác rõ mọc lờ dường. Một nâng chập đàm vừa vậy. Trời Steve Stone mới bà tế cám rô bọc mà nụ chung vĩnh luôn chìa môn sân. Thả ta ác vừa bán ở rưu bần bàn. À vậy đang lý. Cứ đâm bây ca bìa công ai miên cổ thân ác cạc làng chi chết thả hết. Đòi xa tài ca bà nhau vừa nâng tông vừa đạt bằng tì bần toàn. Bác mò Stuart Fuller. Là bách công chặt cụ bạc đế bạc rô bọc chào cạo. Chặt tăng bị chào cạo. Khánh thơ chiếc ca lực đầm cán ai hù hay. Làng thơ chiếc đách cổng rít lời nổ cổ chân. Đòi tăng bà niềm thả. Chân ơ sư mọc. Kể có cánh ta mít ất tịp bồn khlang lang chi lùng đạc. Ngày mùi chào cạo. Bạn bà đất ở rưỡng mùa bóng cách đòi lì sư. Nâng tu nhung đách chân ơ sư. Ao tranh rịnh bật chia bà hà chi vất lì sư ở tàng cổ xa. Bạn tọc máu, kê có bán lạc đồng nán chi ác kẹt xe nà bạc đầy. Xong tàng bóng nót đã luôn bóng tốc mọc chi dù hờ. Chạp tàng bị bán lạc chi ác kẹt xe nà bạc đầy rồi máu. Chào cả, bán chạp đang cắt đắp âm nát nông rịt đồng nát bằng tình mà đọc. Kê công chặt buộc nê mơ xe mọc trắng. Hãy bán trong bên chôn ao chân ơ sư. Kịp xong khát bà chia riêng. Đại bà môn bôn giang thông thông ngộ. Đảm bầy dục mọc chút chút cài lông ọ bà rịch chú vẹn. Bà chìa rịch kỳ kỳ kỳ. Trời rộng túc lông bạc rô hốt trọng lệch bàn. Bùa kỳ
còn nằm khí niệm bác báo bà chẳng tỏ mọc vĩnh. Chân sân, bác bác cách tăng khu luôn chiếc đánh nô cổ chủ, mình bác trong nóng ai chân ơ xử. Hãy, mình nhạc con trô giang cổ cực cổ kênh. Sa thật nực nông sa thà nạp hiệp ní, chân ơ xử, mình cái đây còn vào chiếc lăng, mình đang thả, tá nâng trơ cực vơ giang đôi mà đây. Chào cáo, bác khớn sa phiếp ca đôi chân này. Kể có chuyện ở cả rì rô mắt châu bài, vừa khiến bà ông mắt chắc chân ở xứ, đập bây lan cổ rì khuôn ấy. Bọn tại, kế nó mân toàn bà cắt khăn ông chất tê thả. Đã bố nê mơn tiếng lại, sốc chất tù tù sqoan nâng còn trổ đọc luôn đài rì tê nổ lạng. Hẹn ní, kế có rốc nức vị thị mũi, cứ vị thị bọt mong tùp lử, đập bấy xếp tông mơn bà tê cám rô bọc buộc nê mơn môn trầy tiếng nổ thả. Đã ở bộ kê nâng mít ế rây dạng bọt chlai tọp mọc vinh dạng đôi mà đầy khlạng. Chào cáo, bạn ơi mà nuốt nọm cắt đánh mùi của bạn chôn mọc khăn ở rộng chùm nũng. Kê chọn ơn tớ cắt đánh nuốt, hãy cắt tù tớ bè rì chìa thả. Cắt tù bè ăn, thamay ní, tù bằng cốm bạn tù tù xét đó là ó vị xét mùi của bạn. Tớp xong ra chết nọm dốc mọc thamay bè ăn cắt tù. Chân ơ sử. Tốt tờ khơi ở với đã chào cài bỏng hãng. Cứ việc còn ta chia sạch cả đám mùi của bạn tại bần nọ. Tái bài chia bạc tha chia sạch tờ vệnh. Bà ổng trông xong rút bà tay cả ác ái. Hai miền bằng tù thả. Lúc ở kẹt xe nạp bật đấy, bù cái lên sạch nà. Trẻ vô cả đánh mọc lên sạch tha chia sạch. Bác đợt xuôi tại mặt đó. Bà ổng kết xe mà mình đòi tề thả. Chào cả, bà chết tu tóc đòi sọc đầy bác mừng mặt tờ vệnh. Bà cả rà ná thay bị xe. Ní cứ bất chỉ xe mết na bà ấn. Bà vẫn chưa tế. Sau bà ấn xa trả xu bụt niềm ấn tận ổn ní lô mờ thá. Ta sạch ní vì chỉ xe rứt co chìa cả nắng. Sông đầy ní vừa áo chân ư xứ ngơm chung áo chìa khẳng. Trung mít đồ bà khăn nông bà tay thả. Ngày ní lô á kết xe nạp bạc đầy. Bà hẹn lên phần áp ở vầy khó tệ đấng. Rứt mà bị dựng phần trở lòng đại khuôn ánh rưu dàng ná. Tớ bà ổng mình ở rít bằng chìa. Ở bộ nề mơn mần trái chui bình nất mờ thả. Tớ vì chìa sách rứt có chìa cả đánh ở bật bà cọt. Bích đồng bộ bộ nề mơn có mần dốt đại thả. Hẹn ở vầy bà chìa chào cả. Bà chìa thả cả đánh chìa sách anh chắc. Bất tái mần dù bần mạng. Nẹ đà chờ làm kế có mơ thư lúc. Đã thà chào cáo bất chìa miên chết đàn là ác công bác ở vầy mùi mần khẳng. Bọn đà bụi niềm mơ mần trấy đã chán tại ọ bóp nâng chào cáo. Có sắp ta kê nòm khí nhạc lại đâm ra chất chào cáo. Đã mần khoa tha chi rừng bất rưỡng mần bất ở vầy lợi. Lúc ác kẹt xe nạp biết đấy nên dây trời hơi. Ní cứ chia sẻ. Chia sẻ đó là ó vì sẻ. Mần nghĩ nâng rộng bàn tế kẹt tùl. Ai bần đá niềm mơ đại trình. Mình sẽ bình chật nâng tôn bớ rô bà chào cáo. Kì bàn chơi lại tốt tơ ca bất. Đại bà chăng nâng chào cáo tơ bình thả. Bà ổng trá mặt khó tê. Ca bất sẵn ní cứ chìa cắt đánh trọng tú tạm đón. Mình mến chìa xe lõ ở vầy tế cạp tú. Trong nãy ai đi mến mùi trầm nguồn tiếng. Sốc chất nửa sinh nghiệm. Mình xong đánh ca dược khớn ở vầy tạm ổng. Rừng ní kê có tốc ai nơi chia tôm nó anh chân tình. Bên tay chào cáo, kể bàn xâm rách cô đang bầm non rồi bọc luôn. Bố rừng ní, vừa ở quạt stông đất âm pi bà tê cắm, đã nêm mớt miên mọc lờ khuôn, nâng mọc lờ sạch, chân ở xứ đôi mà đẹp lạc. Mình giúp bình mạng chào cáo, bàn rốt là bạch con công chắc nêm mớt, đã xong đây ế ra dạng bằng bà chăng nâng khuôn mà đó mà nẹ, sơ tay ốc miên sọc. Khách đôi chân này, bố nêm mớt đón tay xây tiết, lấy mít nô là hiên hạc mắt mùi ư. Hãy cắn tay khách quạt khẳng lạc khẳng lạc. Chắc cả cắn tay bàn chất bận tích mà đồng. Phước ở vầy cực giảng. Tạm tay ông bơ chất ở rô bọc luôn. Bên con tốt rô bọc liều bằng. Đã cắn tay rừng mòm chiến rõt ngay. Bàn vì lúc trôn mọc rộng sang giảng. Chào cáo kết chí lít ọc cá ní. Đập bầy vơ cốt chân ở xử. Nâng bọc các tay tăng khuôn ánh. Phước chiến nhạc thông vinh mà đồng. Kế bác bên chị diện lợi. Chị con bà xả. Nâng trao chân chia bọn bà rô bọc luôn. Ai nóng tì hiến tự bằng khám chân ở xứ. Ai vô ăn tự khiết tay mà đọc tẩy. Chạp tăng bí bế lùng màu. Chào cả bàn tăng tăng chưa ý. Chị bế nàn tạc
miễn này thật chẳng rồi bác chất ở sự ai là cổng rí chí sách nó có chất mọc vệnh. Chưa ý, dân thư ông bí phá là các đó ở cốt ở bác chào cảo từ bị phía xa chỉ mùi bà rí chật bột tàng bí rồi bác luôn rịp trong phá là các xong lắp chào cảo vệnh chào. Chưa ý, sao rí bàn tay sai sắp ra mỗi tháng ngày liệu bà bán nông tốt vì lúc chôl cổng sàn giả hơi chưa ý có bán bốc cho chảnh bất tay cơ rời mọc bà ông trâu sang vị tuổi cốt từ bí chú vông chân có bán trâu rô lông rô lý chạp tăng bí bê nụ màu. Bác thơ stuột thơ lợi mình bà phốc bí bộ cháu ông bọc cháu ông bày bởi đại lùi phá rô bóng chô bác nô nà mà nè kê có xa bác thơ mò mùi đồng chô tơ chi môn sân hơi sắp mờ thả ta mình sạc cam một phía mà núc rô mình xâm lên chứ cái bước tóc bọc vinh đại rửa tế bác tóc bí stông đơn thả sắp phim cá miên ông nói phóng ứ có ọt tớm kế xong ra chật thả ta cố chạp đạp đâm lại cá bật to rừ đỏ thỏi rừ mối trời chặt cá đôi mà đẹp tiền bên cài máu rừ nít trời bàn kì dô mọc vừa chỉ ổ bài còn mùi bọc hết bốn cứ muốn nâng chạp đạp thôi ở bầy mùi kê cua xa là bóng stông mượn bị bọc tất cắp bằng tích bật tui chi môn sần thả ta ác đâm lại cá bán rừ mật bản ở bầy tên ní cứ đâm bệnh bệnh chết nơi công hoa thông thống đang nâng ai cắt lãng để vừa ai thoát lỗi và sẵn bà kê bà nhập vừa ở vây đòi tọa cờ hồn. Ở bài còn ní, bà bán tăng chê tà nà lõ nâng chê tà nà mần lõ. Bà bán tăng rừng tốt nâng rừng thống chắc bì rừng luôn món luôn tía rừng rõ hồn đòi rừng bà tê chết cò bàn đài. Bọt mò stuột lẫn, rõ bác chàng cảnh bàn bằng hành ai khơn bì lợi bệnh cò giang cho bà cờ lãng đốt nơi còn đà ngài trẻ. Cứ chỉ cả để dây phút phô sắc sắc nơi lờ cổ đã xông bấy tại cả đánh có kê hiên tha chỉ xảy cả đại. Chào cả, bạn bắt mò một đồng trời trong cô đang tàng sống vừa ở chân ở xứ vùng với vùng vọt ốc tàng niềm ơn tàng xì vật nâng con tóp nơi nông rộng trùng nông khi mình nạ nà hấp mọt rụi. Nẹ nà kết toán có toàn, nẹ nà kết mần toán có trời khả nhảy đòi xa lộng bách ở bọc cháu cao anh chẳng tỉnh. Nè đào trẻ bọt mỏ kê ai tiếp tục đứng âm bì bù viên mà nốt mà nè chào cả bạn pra lạ bách ní nơi nông lời khổi sụp bày tài nè miếng bạch nha đôi chìa lì xử còn nơi ta tranh lạ bách rồi bọt chào cả đại ở vây của chìa viên cứ mân pra lạ bách bầm phai nè đỏ tẩy đào đầy lộp lâm đôi chào cả ở vây đại cô ạ nô vọt bọt mỏ stuộc lời ai pra nông lời lõ bàn giang trẻ bạn đang chỉ muốn thả kê pra vị thị ní dân chạp rốt vị thị tục tuần sẵn xa ở đằng bí chất nẹ đọt tây đã bay rốt vị thị xâm rộp xâm rùn ở trâu rời khí nế cua xa cúc rư mần cụ xa là bọn cho tuần tích chỉ muốn nâng chạp đam rốt xì thổng bà tờ rùi có bàn to sẵn xâm tờ tiền tái bà tờ mần rùi cua chạp đam rốt dân tờ sạc thầm mây. Cá bị chà ra nà ở vầy mùi, khi nóng rồi dạ đâm bồn, mà nú tay vì đâm lại tên lơ xong bọ kào chì mùn. Hẹt nì hời, tớp kê khóm tốc tay rụp riêng khăn kào ôi bàn lọ mượn. Mình trầm tay bần nó, kê ách bảo xong bọ đàl bà hòn khăn nóng, mọc bàn lòng phân nếch mà nú, xong rách cô đào bàn dàng thông thiền tiệt phòng. Cháy cài, bàn tò à dụ. Xeang ý, dù khmên khá vêu chìm, mọc chanh múc chùm nú, đạch chù vậy. Chân năm đồng bông này cả làng cổng riêng rồi bỏ bà cháu ạ thư riêng chân ơ sư đã cháu cao chân ạ riêng chăm chá nu. Chân sinh bản thơ ca bác bao to tăng chư mùi riêng vùng chân nơ phùm ta chữ nơ khai bàm buôn nha chân năm nu ưng thông chỉ cho vai sọc nơi sọc khoai chi bản hào sang lèng mọc chuộp hai nị dê bạp thả gọt nâng thơ ca bác bao hai xong ao sang lèng nâng vôn chu tự đực nộm tổp. Sang lèng bạp tờ ân thông vinh thả. Bên này, vốn chú công phong rút phía luôn nở lời. Tòa tại xua sang chi tớp đằng thả. Vốn chú nở tì nà. Ân thông có ai sang lèng tờ hào sang chi mọc chuộp. Bên mọc đọc tờ rô bọ ân thông. Sang lèng ai sang chi căn đào chô chăm nở kháng kào. Trong này luôn kê có chô tờ chuộp ân thông ta mà nè ảnh. Bần tọp mọc, ân thông bần chi ai sang chi chô tờ chuộp vinh mà đòn. Bên chỗ tớ đào tôn mốc ân thông, sang chi có vọt mùi đào đạch các bàl ân thông thư lẹ mọc đầy các bốc tay mà đoàn tử. Sang lẻng dục khó ao rô bọc ân thông mọc bẹ,
hơi căn cơ bà ân thông đã chênh mọc rãi. Bộ niềm ơn nơi rung chùm nông khơn đôi chân này, có nóm khí nếp hay chào lào lạng. Ai xem chi, có mân bằng ơn dù đại, kể pra các bạch đào rô bọc luôn bỏ hà nẹ chùm nứt ở rô bọc ân thông, bản đào ai xa lạp ở rộp rồi nẹ. Chùm này nẹ đọt tay đà xa lạp bì xa lạp, bản lốt chung cung xong cho chô chùm môi xèng lèng tay mà đoàn tử. Cả rõi bì bật tạ ca đọc đào cô cục nụ cạt lạng, xèng lèng có tăng khí luôn anh chi cho vai sọc hoài chi, đào chặt ai xèng chi thơ chi mê tọp rộng. Hãy lực tọp tờ vị bọ dục sọc đọt tay, mặc vơ chi chùm nọ rô bọc luôn. Đảm bây bần to thơ ca bác bao bà chăng nâng rì chùm vùng chân. Tam bật tử, xeang y, xeang chi, cư xeang vi nụ ảnh. Nơi chân nằm nụ quạt miên ai dụ mập hay buồn chân nằm. Xeang liền, trời chi ở bốc mi rô bọc kì. Ở bốc rô bọc xeang liền, cư xeang yên, chi mê tọp nô cô chù. Trò cô xeang, bản thơ chi mê tọp nô cô chù ở chi chân đâm nò mọc hời. Đói xa bản tức đây sọc xeang, ní chi con bom nách. Tớp cửa xa rô bọc kê pra trọc khôl xeang chọp chi rô hốt màu. Cảy bí bán đức nôm con công lăng thơ ca bác bảo, xeang lèng nâng xeang y bán nôm chọp chlong tuần lê chàng chàng. Xâm rọc chpô tớ tư khẳng lịch, mân dù bần màn, công lăng tốp có bán can lăng rô hốt đo tớ pra mùi tớ pram pi mơ nè. Nớ bê nụ chơn xinh trâu tô tuôl bạ ra chay, hãy có slap nơ xa mò rập hùm nụ tử. Cảy mọc, mì nẹ sọc chiêu tan mà nẹ chmô tha phan chừng. Miền ai dụ chất sập chân nằm, bàn mọc xong chuốc nâng xèng lẻng. Tụi bây chiếc luôn miền ai dụ chắc nạ tàu hai cơ đầy. Phan chừng, nơi ta miền sát tệ bà nhà chứ liều vầy. Miền sát mặt tập hiếp bàn xe màn bà mơ sát thà nạ ca. Đã bầm rong nâng cát lang bàn giang lọ. Còn bàn riếp trong phai nạ ca ruột chiếc sạch. Nằm bây sàn tờ căn xèng lẻng thả. Nụ cổ chấn, căn cặp nụ cổ tẹng bà mùi. Hỡi bằng rút tực đấy, ỏi khai chiếc tực đấy tại mùi. Không bẩn đa nô cô tăng bà mùi ní. Nô cô chú chia nô cô đa mần xóm nâng ái kế cằn cắp bàn lời. Nơi chân nằm nú kỳ bì đắt chù vậy. Trớ nô cô chấn bọc bình chào ruột máu. Bệ ống mần bàn vớt trở lóc mọc chuột mốc bà chì riêng nô cô chú chì riêng rồi hốt. Mọc đó sắp ngày ní. Bộ kế nơi tại nước đỏ đắt chù vậy đỏ đáy lợi. Chú nạn cóng lọp nì dây thả. Tụi bây chìa nô cô chú, nơi xóm bà chỉ chốn trầm tại bí rư bây cửa xa cọ đáy. Nét đa cầm chát nô cô chấn, có nơi tái chi mà núp nô cô chú. Đào chiếc mình thật lời. Trơn xính vừa cá bà bảo, tại kế mình đã bán tảnh tăng, ao tì giết ở bọc đắt chù vậy, làng chiếc bà cháu á thị rì tê. Tại bà chí tảnh tăng luôn ánh tàu vinh. Bố tại hẹt nì hỡi, tớp quát trớ tổ túl bà ra cháy. Bề ní lộng mặt chát vơ cá bạc bảo, miên mà nú nô cô chú mọc chỗ rùm chẳng nà. Cứ đòi xa tái trò cổ sáng rộ bà lố, vơ mê tốp nô cô chú, chỉ chẳng chùm nón mọc hỡi. Lộng mặt chát, cua tài dốt ảo cả ní. Anh chớn, tìa giết ở rộ bà chú vậy. Ai thua chiếc bà cháu á thị riêng, đàm bấy bằng bà ách lợi bà rầm mấy rô bà sát chù vấy. Nâng lợi tực chất bà chì riêng, đài miên xoa mấy phé, chồng phước tực đấy rô bà luôn. Hơi tiên rừng ní, ai khai chiếc bà giáo khi nông cá đần đám tực đấy, khi nông kriê nâng tư. Xeang lẹng dô thẻ, xâm đây rô bà phản chừng, miên xa rạ xâm khăn chì khẳng. Tớp kê bình chì ai tam sớp cả, rốt ti chít rô bà sát chù vấy. Nơi tì bòm phận, kê có rốt bàn khám mênh chân châm bộ bê mà nè, đã trở chìa cháu rô bà sát đạch chù vậy. Kê nụ, miên chmô tha xinh. Xeang lèng, có lơ khám mênh nụ ai thơ chìa sát đạch chù vậy. Hời, tăng krong siêu thay thơ chìa rít thần nì. Ai xeang lèng khuôn anh cắn đâm nành chìa mê tốp, ưu xinh chân. Đời xa ạ thị bôl rô bà sát đạch chù vậy, bà chìa rít rô bà nô cô chù, bà nôm khní quam trô, nâng xa mạ chất chốt bàm ra tốp giang chân cò cò. Nóng bộ phá hẹt, rùm xa mạc kì đâm bây sát đạch chù vậy, nâng nô cô chù. Đã vỡ ai con cầm lăng rô bọ xeang lèng, càng tay rừng mòm chì lùm đập. Cảy bì xeang lèng tốt tuôn ăn nơi chứ cam tử, xeang vì bản đức nôm tốp nô cô chù, chồn vì lúc tăng kháng chương nâng kháng tư bụng. Vỡ ai âm nạch bà rơ mây rô bọ kì, lăng lập bây rôn tư xo xay bình tăng nô cô. Đi bòm phật, kì con nôm con tốp vì lúc chồn đọc rong giàn giàng, rì thân ni nây nô cô chân.
nâng xâm lập bà cháu chư in bỏ xâm át ở rì chà vông chân bàn xâm rách nông kri nụ tử. Trái bí đô rộng lông rì chà vông chân bàn hời, xèng ý bàn lực đặt chú vay ở thơ chì bà cháu ạ thị rít ý tì có bật mẹn. Bọn tay tam ca bật tử, có rõn tạp bàn lâm phânê bà chì rì bọn nọ. Xèng ý bàm rộng lực luôn anh chì bà cháu ạ thị rít. Kế bà đào côn bàm nách ai mê tọp tiếng ốc, bàn thơ chì sạch kranh nô cốp xênh xênh chì môn, hỏi kế bàn pháp tơ cực nghĩa thả. Pì đám đầm bồn, đại dưỡng chập đàm thơ ca bác bảo ní. Bộ dưỡng bàn tanh tăng rít tì dít sạch chù váy, chìa bà cháu ạ thị rít. Cứ đầm bấy bùng rứng, ách lỡ bà rà mấy, nâng ất thị bốl rà bọc kế, đầm bấy bọn kạp rít cho vùng chân. Tam bật tớ, cả bà đua rùm lông rít cho vùng chân bàn xâm rạch. Cứ sắp tại chiếc quân xâm bát ở bỏ dưỡng, nâng bộ ọt lốt tàng ọt ní. Hẹt ní, bộ dưỡng tàng ọt ní, xong tái chi nét đã trớ cực rộng phản đầy tàng ní. Bạn tọa màu xeàng y bàn bàn chai tức đầy ai cực ní cực rộng. Hỏi ai khuôn anh vô chi nét cực rộng phản đầy, đòi tăng cực phân chân, vô chi rít thân ní, nâng phát bà cháu ạ thư rít y tì, ai tớ rút nơi ai cực tràng xa, đã nơi chứng ngay đạch xong vảnh. Đại bằng cóp ai bà ăn riêng tranh đâm nào chia bằng toàn tiệt phóng. Hỏi thằng ngày khai mọc tiết, kể có bàn bàn chun mà nụ, ai tờ công chặt chào tại mà đoàn tử. Ất thị bồn, rư kê chmô hợp bọc mà nụ mà nẹ. Bồ mến cát làng bàn đòi nghỉ nghỉ, rư khăn nông rồi dạ bê đọc lấy nà mùi lời. Đại phía tràn, stơ tại bà bê bênh mùi chi vất, tùm rộm tại sàng bàn. Nẹ miên kê chmô, rư miên Ất thị bồn, xong đau lơ mà nụ đại thlọp miên côn xong bắt sang sạch đầy lò lò chìa bà giáo đòi xa thịa ra nạ chân đại chìa ca tẹt tiên ao xa thịa ra nạ chân chập ả rằm miên chùm nửa nâng cố rốc sở lanh giang ốc bì xanh đàn chất ở rô bọc luôn ca đại ổ tiên ai mà nụ bình tiền nửa cổ ai mọc châu lô ruộng chùm mùi nẹ đại mạnh đăng tha mọc bì nà bì nấy mạnh đăng chi ạ krạ rư lò xó rư khmer cứ bất chìa mạnh ai vơ tơ ruột bàn lời. Chúng ta đã bỏ sạch đạch chú vậy. Cứ chỉ chúng ta đã sẵn thất nước nông cổ áo bẻ đông rồi bỏ bỏ chìa riêng nô cổ chú. Tu tiền nô cổ. Hết nì hỏi. Tớp kê dâu khám anh khuyên chiếm mọc bằng tỏ ai dụ. Ở mơ tờ hạ đôi chìa sạch chú vậy. Đã miên ở rùa riêng chi vất lang vinh anh chẳng đại. Chây cài bằng tỏ ai dụ. Bạn nây thả. Tụ bây chìa mình miên sạch chú vậy có đòi. Tại cháu rồi bỏ bỏ ẩn. Đã miên trâm tay xâm bọc luôn. Trở bàn kê bẹp phá dì hào rô bọc chú vầy, vỡ ai xâm bọc nụ miên đâm lại chìa khẳng. Cả ông cỏ sai phân nê cho rô bọc mô hà chân, để nâng miên sẵn đàn chất cô rúp, sở lành, nâng sva mây phẹt châm phù bệ ẩn. Chúi ai xeang ý, ổ tiên bàn mô nụ đó chẳng mọc rùa nơi cỏ ông nạ cho rô bọc luôn, đảm bây xâm rách đào cô đau dàng chuộc chảy. Nơi khăn ông bảo vật xa chân, giúp tớ xa bẹp nì, khai chì giúp tớ xa đọc bình nê dùm. Đại kỳ dục mọc thơ chi nhật nhuộm, xâm rạp đần đàm tức đầy bì khí nìa. Hỡi xung bây tại buộc khám ai cỏ hòm, có thọp dục chung mùa rô bọc xâm đạch ứ, mọc ổ tiên bà chìa bây, đàm bây xâm rạch cô đau rô bọc luôn anh chẳng đại. Chia tu tử, khăn ông vị thi nì, kê trơ ca tay xâm bọc khá rạp bần nọ. Rì ai vị nhiên, kê miên ruột xa rạch tờ hỡi. Mấn chăm bạch ai nhạc nụ lọ, rư khlang bật bà cọt ở vầy tê. Cánh tay là nghi là ngờ, cánh tay là ọ, đảm bây sửa bông vật. Tại bà sân chia sôi, bác mà nụ khlang bật bà con. Kể có mình hiên bàn đào tốc ai nở dụ đại, khlạch lo mọc vĩnh. Hết đôi chân này hời, tớp kê tam tơ công chất đạch chú vai chìa khu mình khu vừa chìm nụ cháu, ao chết sở lá, tại mà đoàn tử. Tôi chỉ rằng nà, cháy cài bàn tỏ ai dụ, cứ chỉ dụt ra xa mùi bài. Đại ách ai mà nụ phía tràn, bạn xâm rạch đo cô đau rô bọc luôn. Quân tài, ở vậy đã nơi bị khói tiết nụ, cứ quân nà thò. Bà cháy bà ruột hời, tại bông rẽ xa quân nà thò. Chùm ngư, căm xa nòn căm, rư, còm nọt tra bà vọt ta xa, bật chì mân ách ai nẹ rút kích tờ nà ruột lời. Bục côn mà nẹ, mân ách xâm rạch kích ca thông thênh tại mân ách bàn lời. Hãy có mình chăm bạch từ thơ rướng cực dàng tại mình này anh đấy. Miễn dốt ra xa mà dàng để chú chùm rôn ở dân xâm rách đòi cổ đẳng. Nô cư chạy đây kê bảo. Liêu bàng xoay nhớ rộng nẹ miên xạ mặt tập hiệp.
Cái bè lưu bang được nòm con tốp vì lục chôl căn cắp tì krong sàn giang đùa rùm lùm rì chú vông chân bàn hời. Sàn ý, có bàn lược tốp chlong chôl prom đàn mọc đàn hỏi bàn pro các luôn thơ chết đánh si chú bà mà chá phản đầy. Đói tăng rì thân y nợ phân chân tàn tăng lưu bang ở thơ chết đánh hẳn nâng bàn chai tức đầy hàn trong nâng bà xú ở cục cổ. Rùi hời, kê có bàn chai tức đầy chá rô bọt nợ cô chân nông đồng bàn chung vinh krong sàn giang ảo tơ mê tọp ra bọc nô cô chân bây nẹ mơ cực cồng đòi xa tại bộ kê nút xa mạ chất cho chôl cho mùi nông bộ khuôn. Nở bê đăng rương ni Liêu Bang cao miên xích ở đây kêu khao chì khlăng bố kê dồn cho bác thả xiang y bật chì mình cũng nứt trong lòng bọt khuôn tốc ở chọp nực nông đồng bàn hàn chồng nâng bà xù ni hời bố tì ni xa thật nơi trong bóng phát nơi đồng bàn bài ạc nì xong bộ đào chuộp nông khúc rocket rocket smog smog mình nghĩ rằng thuốc đâm nào từ mọc lời tạm chất cả đầu Liêu Bang kết thai nâng lược tọp tơ to tôl chú mùi nâng xiang y ở đằng xo khám ưu tay mà đòn bọn tài kê trơ ớt một sân bộ công lăng tọp ra bọc luôn bằng toàn răng bằng đảm bây dục chân nhé lược xiang y bàn lời nơ bê nụ chàng lẹng bàn đào dục bọt đào Liêu Bang thả nông bê ní xong bệ ổng cùng toàn tư bậc cút bà nắng vừa ấy. Trời rộng chấm bệ ná đại dương cùng bóng thuốc đầm ná trò lập tránh bị khách cuốn trong mọc bình xanh. Đầm ná từ cánh đồng bàn hành trong lực ní dương trời rộng chấm rò hốt đào xét nâng mà nút lòng phát trò lộn thông ở hơi với chiếc đất công tích biển cháu đồng bấy ở sàng ý bàn xung ngọc chất kế nâng chứa chạy thả dương bất chí mình toán trò lập từ cánh cuốn trong tiệt tê hai kế có lên nức sẵn sai ở vấy lớp bệ ổng tó từ tiệt đá. Liêu Bang trông có dô sợp nâng ăn ở vật phai nạc ca từ tam dục bọt ở bọt chàng lẹng. Còi bị đơn thà, Liêu Bang bản đất công tích spiên rụi mọc xàng y kích nông chất thà. Bị bế lý từ mục, khmin ở vấy nâng trớ ở khóa khóa tiệt tế. Hai kế có bình chùn tọp trò lắp từ phần chân bình. Thằng ngay còi mọc, bè xàng y công bông đất nôm tọp thùng vợ đâm ná từ căn krong chơn giang đâm bay vì lúc từ lượt đạch thiền dụng nấy nô cô chỉ Liêu Bang chlít ở cát nu đực nòm tọp bơ trò lắp mọc ròi bình hai vì xâm rốc chôl cuôn trong giang lươn bòm phọt bê nụ phân chân tì bực xa khang phan ca rộ bọt xèng y bàn xong cho chôl chư mùi Liêu Bang hai kê thaym tăng phân dư Liêu Bang ở vì lúc dô krong phân chân chịu bần tỏ từ tiệt Liêu Bang bàn pra mai pra môl con tọp xe bàn chương mùi xài nẹ vì xâm rốc đơn đám dục rộng phương trần bán nơi kỳ rìa nụ tại mặt đồng. Liêu Bang rô vô ta trách ở trong buộc chơi chung nè trông riêng chôl tự cung nơi khăn ông bệnh rì chơi vang rô bọt xiềng y. Kết ta bị xếp xô ra giang sắp bài phần trông mình bàn kết tế thà bệ đá tốt tốt đâm nâng thà luôn trở bàn bắt băng thị rộng phương trần xiềng y bàn đực nôm con tọp xâm rốc chôl tự vị tọp hàn trong rô bọt Liêu Bang chỉ bần toàn vĩnh đại. Đại xa tại ca thuê bà hè, Liêu Bang vốn bán triêm con tọp ca bì ở vầy lời. Vừa ở con tọp hàn chồng, trở bạ tọp rút chặt chạy. Về nụ, con tọp hàn chồng bàn rông rộ bùa, nâng slap ở chiêng bì xài nẹ. Hãy thêm tăng miên nẹ khá lông tức slap nơi tuần lê tù xùi chi tràn xài nẹ phong đầy. Ai Liêu Bang luôn anh, có bàn nôm tọp xa chiêng đọp nẹ, rút bà ayu rô hốt đọc rộng xìa y. Công phong thật lẽ khả nông sát thân áp hiệp đơn đạp Liêu Bang bán bà kết đoàn nẹ đại hoa hôm tạm khả luôn thả nẹ nã đại xe mạ chất chùi dưỡng đảm bây đơn đạm tức đây mọc vinh dương nâng bà cố tức đây phía kháng cát đâm bọn hàn cú ao chi rung vón ây lời ní tạo mí nẹ nã hiên tranh mục tế trang lẹng krap tù thả chân bồ tì hiến chân khăn rộ bó nô cô chù kê mín tùm nó chư mùi nâng xeang ý sạp mọc hơi. Trong này ai phân dự, có kế công phong rục phần vì bỏ tớ nổ cổ chú vĩnh đài. Dưỡng ai tiên dốt bà giói vì nẹ tặng phí nịp bàn. Khăn ông bàn đà mê tóp đè nơi chi mùi bà ổng, miến tại hàn sinh mà nẹ phần nó, đại ai tự tù phía rực kích đo sầm khánh nịp bàn. Bá bà ổng dốt tự đầy phía khẳng cát nơi đồng bán hàn cú mọc thuở chị đảm tính. Dưỡng bà có chị ai dốt cháy chùm nè, lưu tốp rồi bỏ xuyên ý chứ mình khán. Liêu Bang dô thả dô bỏ này bất chì lọ mên tớ bà ổng bà nhập bình chun mình nụ ở tớ cho cha bình cho bình chôl chân phù hồi có bình chun mình nụ ở tớ tẹ tôn phân dự
đầm bấy ơi bộ kê vi lục xeang vi pi khăn khảo. Đời xa tại bàn phân lực cầm lăng nẹ tiếng nu, cuộc xóm nâng chút ta xa dàng trâm trâu nâng xóm xóm. Lưu bàng bàn dục chay chung nè lưu xeang y, hơi có bằng cách chia rít cho vông si hàn nịp bệnh nụ tử. Chay đây kê prà. Đầm bấy xóm rạch cột đá rô bọc luôn, cứ bất chìa cùng nất đo vị xe. Đã nẹ đất nôm bu cai tiếng xa mây bò ra nâng bạch cho bọn, mình ách nâng bạc đi xa bàn lời. Bồn miến nẹ nà bu cai tay mà nẹ anh bàn cực dàng. Rứ bồn miến nô nà đà miên các bạn đọc đầy mà phây nụ tì. Tại xâm rạp mà nụ chì liều vầy, kì ách bóng cát ách luôn miên các bạn bồn màn, rứ đầy bồn màn, chả ăn chiên đầy bệnh nô riêng bàn tiết cọ phòng đầy. Chạy đầy kì bà, có trớ tay xâm đau tờ lợi đầy đầy bu cai, và có đầy bồn sức tập hiệu khắp bùa, trớ tam chùm nín, nâng sọp tam ca lạ tê xạ. Liêu bàng, bàn bà vị thi ní chăm ca lạ tê xạ lõ nà. Bởi nẹ đã trở bằng bẹ cư chứ nẹ đã miên sạm mặt tập hiệp. Hãy sợ tay nẹ đã miên bóng nong trong công chặt xương y sạp mọc hời. Đã thua ai ca chạy đầy, căn ta miên lẽ cả nạ nghi sưu thèm tiệt phòng. Đói xa tay ca chạy đầy đó chứ lưu vây nì hời. Tếp lưu bàng co sang rít cho vùng si hàn ban đòi chốt chạy. Mà nụ đã mình chạy chạy đầy kê bà. À chìa mà nụ cầm xa, rứ chìa mà nụ chật chẳng yên. Đã bị bạ co sang quân nập hiệp chi vất. Ai khuôn bàn lọ bà xa nạ. Bố thà, cầm lăng bố lèng, châm nét đứng, sạm mắt tập hiếp rô bọc mân nụ mân nẹ, tại anh ta miên cầm rật. Tuộc bấy chê nẹ nụ chìa mân nụ miên tếp cơ sọl, rư á chạ rì gạc giang nà cả đào. Bà nẹ nụ mân prôm riêng sốt bì kê, mân prôm tô tù chùm nuôi bì nẹ đọt tầy, kê kò bông ai xâm rách kịch cả thông bàn đài. Chạy đài kê bà, có trớ tay cuộc xăm nâng côn nà thua, bê kê bà đọt phòl bà giọt đò dương. Dương trớ tay xóng tờ kê bình, tôi xâm nòn nụ, chết trọp, rứ chết tực chật gọt đào. Công ai tài xí đánh, bố cho bác thông mà chết bàn chai mọc thả. Miên, xí, miên xóng, nẹ mân ách bà chăng, nâng cho bác thông mà chết bàn lời. Khân nông xã mò rập hùm bà giọt, rứ khân nông cá đực nòm bà tế. Tôi bây chếp này cầm lăng bài miên chẳng lợt lục giang nà gọt đào. Bởi khả miên nẹ đà miên sát tệ bà nhà chì liê vầy, xóm rạp trong ôl bằng hành phá. Cứ chi rương đo bị bạc bom phất, xâm rạp rẽ xa phiếp rừng mòm, cùng vùng. Nẹ nơ bị cỏi nòng. Siêu hờ, nẹ rịp trong phản ca, nơ bị cỏi liều bàng. Cỏi bị liều bàng, bỏ tì tăng tốp nơ cỏng phá ở bàn hời. Miền siêu hờ bàn đa tam đầm bay trăm chui trông trên đào kì, nông ca chặt chanh tốp. Nơ rõ bêl chanh phơ sắc mà đồng, nế chân nam nụ. Lưu bàng bàn lược tốp vì lúc nơ phung phía con đào. Đảm bấy bóng kháp rì cho vòng chân. Bởi tên chấp đám bác chạy thơ xong kìm. Rủ viên nô cô chú nâng nô cô hành chiếc bàn tọa bàn tọa. Khân nông cầm lòng bèl tớp tại vì lúc chô dọc bàn krong xe anh giáng. Nụ bàn đá tì hiên rô bác lưu bàng. Bàn nôm khí nê chô đàn đàm trọp xâm bát miếp prạng. Nâng trọp xâm bát miếng đâm lại rô bác bà chì bò rốt nơ krong nụ ở chi tràn. Vừa ai bà chì chôn cực rúc trời rong tốc khắp vệ tân nê chiếc lặng. Chấm nay con tốp rô bác xe anh y có đôi khí nê đại. Nợ bèl vi chô đọc krong xe anh giang. Kể bà nôm khí nê đất bàm plan trọp xâm bát. Phật tè xâm bánh. Cạp xâm lắp nâng plan riêng rô bác nô cô chân. Ất miên xa ràn lại. Bà chì riêng tiếng nụ sẽ thật nực nông sạp hiệp tọa xlất. Phay khlạch nâng ọ sang khâm. Tì hiến nô cô chù bàn xâm lắp bà chào ạ thi riêng. Chư ấn nấy nô cô chân. Hai bàn đất bà rì chô vèng. Vừa ai phương chè rô hốt bay khai. Có mần toàn rô lột. Tì hiến nô cô chù nòm khí nê chích nô rô bác bà chào ạ thi riêng chân xì. Đầm bay rốc rốc rô bác rô bò miên đầm lại. Bồm tiếng chạp sạch trầy rôm lộp giang bà rịp xáy. Thưa ai krong xe anh giang sạch thất khăn nông sạp hiếp chú rùa chọc bà chìa khăn. Khăn nông sạch thà nạp hiếp xong kìm bạp ni. Cụp tì con lãnh công bông ta vực vô. Trở bàn bông phích bông phán. Bông có phiếp vực vô cho là chọl. Miến tài siêu hơ mà nhạc bân nó. Đã mân bàn bà prất đôi nhạc đợt tầy. À vậy đã chất quạt trong bàn. Mình mến cả đoàn đàm trọp xong bát nụ tê. Tại cư chìa cả đã trở riêp trong co sang bà tê chết bạp nà. Chốn mọc đoàn krong xe anh giang. Còn lãnh đâm bông đã quát đâm răng tờ rôn. Cứ tế ạ kẹ xe nạp bạc đầy. Quát chốn tờ sắc xa xa rao chữ ông bì phai nạ ca. Nâng rôn ai cả xa cực krong xênh xênh rô bọt nở cổ chân. Đâm bây xa vãnh dôl bì bọt đồ miên xênh xênh. Bì xa thà nạp hiếp phù mơ xa. Bì gom nàn bà chì chân. Bì xa kà đà nụ bơl rô bọt chết. Khân nông bà nạch xênh xênh thà. Tờ viê khlăng rư tôn xào giang nà.
rùm tăng bánh hà tục lũng bạc rô bọc riêng nơi nô cô chân phong đài. Gót bàn pra ai kê xa tăng nu, dục thơ chìa cồl, khnông ca công nát nơi dô bài cực cồng bà tế, nâng đám bây công nát chìa bọt bánh nhạc cho bạp. Cả xã máy đà lưu bàng, tớp tay có sang rì cho vùng hẳn bị đâm bông đâm bông. Kê thlọc bị phía xa chìa môi mần trái chá chá, đà miên trong nét đằng khnông ca bánh nhạc cho bạp. Hỏi bàn bánh nhạc cho bạp rùi khá mọc hỏi, đám bây ai bà chì chôn cô rô bà tế bạc tàm. Bần tay cho bạp tăng ổ nu, miên tay bà dục mùi bà nó. Bà nô na xâm lập chi vết nẹ đỏ tay, nô na bòm phản, rư lua chọ trọp xâm bạc nẹ đỏ tay, trời tay tô tùa tô. Đại chấp bắp tăng ni, mình ách nô mọc bà ca chặt chanh được nôm bà tê chiết, đại miên phiếp xâm mọc xâm an cho bốc cho bó đô bê ni bàn lại. Đại hẹt ni hời, tớp siêu hờ, dục tân nâng nây đại bàn mọc bì ca xong khai phlâm xa ai ca xa bà xên, đô chi chấp bắp bà bòn cực cồng bà xên. Nâng phán tì rô bọc nô cô chân, màu kriếp riêng chít mây làng vĩnh, đảm bây bàn chí chấp bạp hắn, rù miên pram buôn át tập bọt, xâm rạp ai lưu bàng, bà chí chấp bạp khnông ca cực cồng bà tê. Cá bà ká bà chấp bạp mây, thử ái bà chí rì rù nâng bàn sọc sử rùl, chí phót bì kết đầy tục phẩy, rứ vị bát đà ká chanh bì chấp bạp môn, đời xa tài thlọ miên ká đạ toàn là cam thungun thungô nâng tăng rừng hù hạt bê. Côn khám mê, nâng mân hút chá, tử bàn tù tùl ká mơ thai tòm. Bà tư chiết tụi tụi bàn sát thê rập hiếp nâng cơ đầy sọc xếm xàn. Cả rõi bị đọc rãi bà nhà hà cực giang ôi miên rô biếp riếp rồi ở hời. Lưu bàng bàn bà tiên con bòm nạch giang xạ xóm đọc bàn đà niêm mơn tiếng ọ. Ai siêu hờ trở tụi tụi bàn kà bà tiên dù sắc đọc bông khắp bù đại bàn đà lào ôi miên nẹ chùm tỏ. Chỉ lại tọp nâng bà nhà hà ni, lưu bàng bàn bọ rãi thả. Bèl dưỡng tức bà mạnh sạch. Nẹ đà chấm tam chập xâm lập tuần sái rứ sạch bẫy. Cứ sợ nó bảo mạnh. Bọn tay nẹ đã bảo tẹt đán ở robot sạch bầy. Bọn hai thật lớn ai sợ nó từ 8 bảo mạnh. Nó cứ chỉ nẹ bảo mạnh đỏ bất bảo cót. À với đại bộ nẹ anh thớ cứ tạm chập 8 xâm lập sạch bầy. Đại vĩ miên là cần nát đôi từ nâng sợ nó bảo mạnh anh chẳng đáy. Bọn tay xỉu hớ miên xa mặt tập hiếp. Ái rô khơi đán robot sạch. Chỉ nẹ chọn ói bọn hai thật lớn ai bộ anh 8 bảo mạnh. Anh chẳng quạt bếp đôi chì nẹ bà mạnh sát anh chẳng đáy. Bọn nâng hỡi, ta kế nâng mình xạ xóm nâng đầm này nít tiết rứ. Sư mà xin, nẹ có trá bà vật xa rô bọc siêu hờ bán vị phía thả. Siêu hờ chì nẹ anu vật chấp bắp dàng mọt chót trầm trần. Đại bàn kịch tờ lờ sọc tốc rô bọc bà chì chôn chờ thổng. Bần đá ni mơn đại minh con xâm bát lọ lọ, khnông ca co sang rít cho vùng hành. Con nô bà ká rắc rô bọc siêu hờ, chắc tục thả, chiêu vi rạ phiếp đọc bông khắp bông phó. Vì rác bờ rác đo mà hệ mìa, mình chăm bách to tập bẹt áo khó, rực chi xách tức nóng xa mò rập phùm đời khuôn ái nụ tì. Siêu hờ, mình miễn tuôn nê tì bà rút nơi ai xa mò rập phùm múc ở vầy tì. Kê nơi tại khuôn chùm rùm xóm rác bần nọ. Còn miễn tuôn nê tì khuôn ca prá cùm nịch bà nhà, prá châm nét đấng, nâng prá xa mắt tập hiếp, kết rịp chăm phai nạc ca bà rút, bành chìa tì hiến tu tăng còn tòm, khuôn ca to su bà rút, đam bày áo tù bán chây chùm nè. Nẹ trong băng đỏ ông ách khá là hàn, hiến bắt đầu chi vất nơi khốn sợ mò rập hùm. Kể bật chi xạ xóm nâng tự tuột bàn ca lớp xa xa chi bà gọt nè. Bân tải, nẹ đã miễn sạch tệ bà nhà, miễn sạch mặt tập hiệp khốn ca riêng trong phai nạc ca lơ sợ mò rập hùm. Cứ chi cà ta đo xâm khăn, này ca nó mọc nơi chạy chùm nè. Nếu sạch mai xàm cọc, không mến, miễn đai tôn lô vột lô vấn, miễn cầm lăng cầm hành ở vầy lời. Xông bấy tay cho rộp bách có mòn mùi cơ bá, có mần ngọp đài. Bọn tay bà khuyên phai nạc ca đòi chú liệu vây rồi bọc con mềm tế. Tựa bây chìa miên nẹ trong băng, đã miên thuậy đai bù cài khlăng khla rộp rồi bọn nẹ. Có lưu bây, mình ách sang sạ đáy, rứ xa mất tập hòl ở vầy bàn lời. Sru mình sru, ách trời chọp chìa chơi sắc rồi bọc chào chào, tăng bị đồng bông máu có mình đừng. Hẹt ní, kê ách chất tục thả, tu sẵn nạ rồi bọc lưu bàng, trâm trời chìa ti bòm phật. Côn xâm bát rồi bọc sổ nạ pra mạnh, nâng côn xâm bát rồi bọc nẹ pra mạnh. Cứ mình ách lược dốc máu bị bất tâm khí bàn lời. Cả chân ôl bằng hai nơi cô công lịch chi dụt tất xa. Tụi bấy chế kê bàn chanh mốc rư mình chánh. Rư còn thật chứ ca lẹc luôn nơi bị khói khăn ngọt đáy. Vì trớ ta bưng lơ phiếp khá hàn đôi khí đầy. Ta trớ chanh vi lúc nơi bèl ná. Chanh vi lúc đôi vị thị ná. Trớ pra cầm lãng phần màn. À vậy tăng ní. Bộ mến trấm ta tìm ti ao chai bị trả ná. Trút bí nứt ai bàn mọt chọt phần nọ tì. Ta từ miễn phiếp lại khát khăn ngọt cả xâm ra chật, nâng ạ nà vọt đời ca chưa chạy phong đại. Chia bí xế,
chấm bua rương thông thống, xâm khăn, bà bố miên chất khả hán, bố miên sẽ đầy ổn ách mua mốt đạch khát, đảm bày bằng hành ở kê khớ nâu bê nụ tế, bất chí bố ách đức nông mà nụ đo chân, ở bồm thơ tam khuôn lại. Nị dây chi tu tử, cả rốt sợ nọ bà mạnh đo bù cài, vì chi rương nghỉ. Bọn tay, cả tam rốt mà nụ đa miên công nít, mà kết đảm bày riêng phai nạ cá, bố mên nghĩ sử dụng bọn tế. Sống bấy ta mình mùi châm nuôn đã cho prong priết dàng sẵn hà nơ lờ vệ tì cả. Còn mình mến chỉ nét đã đăng cực rừng nổ đại. Cứ tay ta mình nét riêng trong phai nạ cả. Tốt ở rùa chia sách đảm bầy ai quật lăng tờ lờ vệ tì cả này gì. Đã biết chẳng quật kron ta chỉ nét trăm bị xa bài cho ân sắp. Đã mình kết đam tốt ai nổ ảnh. Hết nì hời tớ bà tê chương lươn tàng lại. Kể khám lực đâm càng khám bần đó khám bà mô nét chết đăng ai bàn chẳng. Bố nét tăng nụ, cứ chỉ nét rịp trong phai nạ cả đồ chí lưu vậy. Chuối bóng phư phá lơ, ai đó nét đá chô nơ lờ về tì cả nụ ảnh. Mình nốt cho chất lọ bánh sầy sả, mình cú ai thơ cá rì chá. Mình nốt bù cài lụt, mình cú ai cành lụi rư trọp xâm bạc. Mình nốt lộp lụn, mình cú ai thơ ở vây tẹ tôn nâng cả bóng phình pra giáo xa thê rả nạ. Bọn tài, cách cáp xếng đo tay khá tiết kê ách vợ bàn. Bất phânêch rương tốt, xâm rách rương thông. Liệu bàn tổ tu dục chân phình đòi mân khoal bì rương tốt tại. Chân phình chia bà chia riêng nơi tì krong dùn dàng đồng bàn hơ nàn khnông sạ mai xì hẳn. Cáp bì khmênh cửa xa rô bò chân phình kê krò khlăng ná. Kê sạ nơi chì mùi bong pro nâng bong thlay. Miễn đầy sài trâm tay xam sập mờ bọn nọ. Chân bò bọn bò hồ bọc gọt chia mà nụ chất lọ. Miễn cái đầy mê ta cả rà nà. Bằng bánh phơ ca nghe giang lũng bạ về tà nìa. Đàm bấy tôm nục bòm rong chân phình. Ở bàn tờ sạc xa nợ đồng bàn bình bình. Ngày cà rồi mọc chân phình bàn riêng ca nâng sài mê mai mà nẹ. Đã thọp riêng ca pram lược ruột mọc hời. Hời trâu bà đây slap chào tàng pram lược. Đại cổ xa kháng bà bồn. Kể miền thân nạ chi vô phiếp thù thịa, bà rộm tàng chùi cho rộm chơi rênh ao chân phình, bàn phơ chia nêu mơn khăn nông bà rì chơi vàng tiệt phỏng. Cái bèl chanh bí bà tèh mọc, chân phình bàn tàu ruột nơi chia môi bà ông mà chá chiều, nơi nó cố vời. Bàn tóp bí trơ kê mùa bóng cạch mọc, quạt cọp đô tàu xong nơi chia môi sang y, nơi nó cố chi vinh. Bàn tài, bèl mọc ruột nơi nâng sang y, quạt xong kết khơn thả. Sang y cứ chia mà nụ, đà mình át tạc chá rắc này khô khâu, không mình xa là thổ. Tớp gọt bài mọc xong chỗ cao chưa mùi lưu bàng. Đại bàn với ưu trì chưa nẹ nọ mọc nhà. Lưu bàng có prom ở chân phình chôl còn. Bàn tóc bì xoan tờ nìa. Vị phía bị phía xa khăn ni ông bì rương rao hẹt ca nơi dô bài bình bình khá mọc. Lưu bàng trông xa bà hạ ra tay chì khăn. Đào dô thẻ chân phình miền ni sai trơ khăn ni lọ nà. Tớp bà ông ta anh tăng chân phình. Ở vô chì ni tê hiên miền đâm nay chì tu với. Đại tổ tuôn mục nghĩa nơi trăm khoa các bài bệ ẩn. Hãy bởm tăng bà côn âm nạch ai cực cồng tế hiên châm nuôn bây con bọn tiệt phỏng. Châm nạch mê tòm, mê con rô bà lưu bàng. Nóm khí nếm mình bình chất nâng ca tăng tăng chân phình. Khi nông cả ra này bị xếch bạp ni. Từ bộ kê nóm khí nếm mọc thamai bằng công tu đo lưu bàng thả. Bà cả ra ná thay bị xếch. Bà ẩn tổ tuôn dốc tế hiên ở rốt chào chú rô bà nô cổ chú. Tiếng mình toàn squat chất cùng nít. Nâng sở mặt tập hiệp bất bà con rồi bỏ kế thả chí dàng nà phong. Hãy bài chỉ trúng ảnh nửa nhát ở kế cho chỗ chưa mới prom tăng bà côn còn tốt ở kế trụ trả thêm tiết được chứ nè. Bộ tùl bằng cống dô khởi thả. Tờ ní mình mến chỉ ca bà thầy bà thàn bê cho rứa kạp tùl. Bà ông mà chắc liều bàng. Mình chắp ở rộm nâng sầm đây nẹ tàng nổ tê. Trong bài chiếc đâm lang đâm này ở chân phình tớ chỉ mê tọa bà rông thêm tiết phong. Cháu bò chỉ mê tọp thông nâng cuốn in có mắn sắp bài chất trong buồn. Ông bơ ra bà lưu bàng khăn nông bê nổ đáy. Tớp kê nam khăn nhiệt tùl chùm tỏa. Tùl bóng cũng lưu kê nử dây thả. Chân phính thọp bàn lúc xa hai xe mắn chỉ mối bóng thay. Nâng cài bê chanh bị tẻ máu. Kế có chỗ vớt chia tọp. Hãy bán ở rút chào chùa tọp chùm nuốn bì lớp. Bóng tiền đô chào vái ở bầy nẹ mọc hơi. Lực ní bệ ấn bệ tiên đầm nánh ở kế thớ chi nì mượn thông. Nâng ở kế cực cổng còn tốt thảm tiên. Tụl bằng cống có thọ bạn lưu mọc đại thạ. Bá nổ ná bắt đón xâm nốt đỏ con. Có nâng bạc phá lưu áo nhẹ nú. Sva nhờ rộng phá lưu bệ giỏi phí liêm.
mà nú miên đi xáy trở lắp trở lần khi miên cá xe mọt răng bạp ní tạo ác ao dưỡng tục chật bản đại rứ hát được chứ nế xông bệ ấn trông bệ đầm rạch phóng cọp túl bệ bàn sân đạp cá bọ xe bạp ní lê bàng trông có miên cá mân tờ khlắc khlắc nông bạch tầy hãy bình chí ao vơi ô chứ nâng chân phinh chôn mọc gọl đâm bây xúc bình chạy thả tờ rương ní vì giang đôi mà đạch khlạc vơi ô chứ bạn túl rịp rọp thoải thả tôi bằng cống dồn khinh thả sống ao tại kề miến sạm mặt tập hiệp cướp cướp miến vậy đáy có bụng khổ xâm rạch tám bầm nón bệ ọn tứ có chỉ cả sách tự hơi trong nách ai rướng kề thlop tới xã hải xmón nâng nẹ nà cá bị mốn rứ kề thlop tổ tuốt xâm nộ cái đấy có viết mình mến chỉ rướng thông đóng mà vậy đáy cạp túl chân phình đang cho bác nông chật thả rướng rao tên ọ ni xót tay bầm mến chỉ cá bất ở vậy lời từ kê krap tu lưu bảng bằng tò bì với ưu trừ thả. Khá bì muốn, tu bằng cống thlop ruột nữ chưa mùi đất nô cổ với. Nâng xẻng y, nó cứ chưa rưỡng bích. Tái đôi bộ kỳ, mình chẹp đó đầm lấy đó nẹ đợt tỷ. Tớp tu bằng cống mọc xong trổ cáo chưa mùi bệ ẩn vinh. Hết ní, ba bệ ẩn trông bệ đầm rạch thả. Tu bằng cống ách bầm rạo bệ ẩn bán. Xong bệ ẩn công bụi bệ tỷ. Ông bị ở rưỡng tàng nụ ấy. Tại bà bà ông mình cách đây mình tớ trong bộ tu bằng cùng. Trọp xong bạch tàng ớ rô bạc tu bằng cùng nếu tì ní sạp hơi. Bà ông rập ô dốt tờ vinh chó. Tu bằng cùng xông thoái bằng cùng lìa trấm tại trầm ní chó cạp tu. Bà bát liệu bàng trông bà đâm rạch thà. Luôn dô khóc trong bộ chân phình. Tờ bà nhập xông áp hay tốt. Bà ông tàng đâm lăng đâm nay chỉ chung với tiệt phòng. Còi màu chân phình bàn khóm prang prang ở phía công lăng cài chất ở bậc luôn đâm bây chúi chú rôm trên lưu bằng khăn ông kết cá được nòm phản đầy. Chỉ tràn lực tràn xa, nếu bệ đà lưu bằng nâng bà tế chít sát thật khăn ông kết đầy ổn đầy cứ miên chân phình ni hơi, chỉ nẹ chúi sọt sọng bệ ổng ảo chú lòng phát bí hát ca tiếng nụ bàn. Kể có khá chi ni mơn, đà miên con nô bà ká rạ đọc bông khu bú chúi có sang rì chú vùng xì hẳn, ảo bàn cùng vùng nụ ảnh. Cảm ơn Lưu Bang sau tiên bằng cốt, Trần Phình bàn rùm cho mùi châu bò, bằng cách bụng bác bao to tại rịp rồi ở rô linh, sang sẽ thay rập hiếp đó rít cho vùng xì hẳn, chạp bì bèl nụ màu. Cảm ơn tử, cứ chếp hiếp mình cho bác loa bì gồm hòa chú cổng rư trong nơi khóa khát, bật phân nệch rương tội, xâm rách rương thổng. Khân ông át tạp bát ní, xâm đáu lờ cả mình dốc rương công bích công bốc, rư trong nơi khóa khát bàn tích bàn tuyết mọc vừa chìa rương thổng đồng. Hãy chạy tốt tuổi dục trong nơi lõ rồi bỏ mình mọc ra ai cao chi bà giáo đại mình chăm bác tiêm tì ai mình mình lõ cực dàng nụ tì. Lớ lúc này, tôi bây chế nạ nụ chi mình không có bóng phót rồi hốt đó thân nạ bà thi nê tập ở đây nạ cực cực rộng bà tế rồi mình xa mạnh thò mạ đà tù tử khả miên nô nà mình đại khả miên công hò chú cổng rồi khả miên trong nơi khóa khát ở vầy xa nụ lời nì cứ chia sạch chạy thò đã đôi khả nê tên nâng sạch chạy phép đà thả. Mà nụ dương cạt màu, trở ta sắp tờ vinh cực cực khní anh chẳng đại. Bạn nhà hà châm bóng, dương trở tay bà gót khăn ông chất chi môn thả. Mà nụ đã dọc mọc bà ká nụ, miên châm này đăng nâng xa mặt tập hiếp bất bà gót đà rư tì. Hờ châm này đăng nâng xa mặt tập hiếp nụ, ta việt trở nâng ở vầy đà dương công phong trở ká đai ở rư giang nạ. Bạn tọc bì nụ, dương nâng bị chá ra nạ bàn tò thả. Ta châm này khó chú con rư châm này khó khát ở rô bọc kê nụ. Vì bác bó thông thông trong cuộc ca nghĩa đại rư có ổn. Ta vì chiến đi xây đòi thông mà chết. Ai cài bài bàn rư mần bàn. Bà mần ưu ai trở tam chùm niên rô bọc kì. Vẫn tại trở bình nất mơ ta tam nị xây rô bọc kì phong đại thả. Ta vì chống chìa mũi nâng tuôn nè tí đại rư giang nạ. Đồ chìa mần ưu mần cô rụp sạch chạ. Mần cu ai đực nòm kì. Mần ưu châu chất luôn. Mần cu ai mơ thai trọp xâm bạc. Mà nụ đàn mơ khơi tại bà giáo khuôn ảnh, nâng lộp luôn. Mình cú ai mọc thuốc ca nghiệp bẹp bò nâng mô nị thị, rưu ông ca đã bòm bênh bà giáo xa thi ra nạn nụ lời. Lưu bàng bà chân phinh khăn ông ca rịp chăm dư ta xa được nôm tốt vơ sông kriêm bà nó. Chậm nạch ai rương quát thlọp miên ở vây chìa mùi nâng bòng thay mên rưu mần mên, cứ quát mần khó lời. Thlọp tơ tuôn bà xâm nộp mên rưu mần mên, vì có bò miên bẹp bòn ở vây chăm buộc kịch ca xâm khăn xâm khăn ở bọc kê đại. Mà giang tiệt, rương ni, bạn còn lòng phát tơ dù hời. Hời vía có mần mên chiên đi xay mần lọ. Đại mần ai kẻ bàn nụ đại. Nâng chiếc bí sách tơ tiết. Vía còn ta chiếc bí cho chạm à ràm. Đại bàn lưu tài bẩn nọ. Ai ca chạy sạch đánh.
គឺ គ្មាន ផតតាំង អ្វី អះអាង ថា ជា រឿង ពិត នោះ ឡើយ ដូច្នេះ អ្វី ដែល សំខាន់ ពិត ប្រកប នោះ គឺ ជា ការ ចេះ បែង ចែក ឲ្យ បាន ជ្រះ ស្រល ឡា អំពី ចំណុច ខ្វះ ខាត បន្តិច បន្តួច ជាមួយ នឹង កិច្ច ការ ធំ ដើម្បី ឲ្យ យើង អាច ទាញ យក សក្តានុពល របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ មក ប្រើ ឲ្យ បាន ពេញ លេញ ពុំ មាន នរណា ម្នាក់ ល្អ ឥត ខ្ចោះ នោះ ទេ ប្រការ សំខាន់ កុំ ឲ្យ តែ ចំណុច បន្តិច បន្តួច នោះ មក រំខាន ដល់ កិច្ច ការ ធំ យើង គួរ តែ ហ៊ាន ប្រើ ពួក គេ ទាំង នោះ ដោយ អាស្រ័យ ទៅ លើ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ ដូច ជា អ្នក ខ្លះ អាច ប្រើ ការ បាន យូរ អង្វែង អ្នក ខ្លះ អាច ប្រើ ការ បាន ទៅ តាម ស្ថាន ការណ៍ ខ្លី ខ្លី អ្នក ខ្លះ អាច ប្រើ ការ បាន គ្រប់ មុខ អ្នក ខ្លះ ប្រើ បាន មួយ ផ្នែក មួយ ផ្នែក អ្នក ខ្លះ អាច ទុក ចិត្ត បាន ខ្លះ ក៏ ត្រូវ ប្រយ័ត្ន ប្រយែង មនុស្ស ឆ្លាត អាច ប្រើ មនុស្ស បាន គ្រប់ ប្រភេទ ដើម្បី ឲ្យ អាហារ ដែល ត្រូវ បំពន់ ដើម ឈើ មិន ពិបាក បែង ចែក ទៅ ណា ទៅ ណី ច្រើន ពេក គេ គួរ តែ កាច់ មែក ដែល គ្មាន ប្រយោជន៍ ចោល ដើម្បី ឲ្យ ដើម ឈើ នោះ បាន ទទួល អាហារ គ្រប់ គ្រាន់ ពេញ លិញ កាត់ មែក បំពន់ ដើម ស្ដេច ជូ យួន ចាង ប្រមូល ផ្ដុំ អំណាច គ្រប់ គ្រង នៅ ដើម សម័យ រាជ វង្ស មីង បណ្ដា នី តុន និង ម្ចាស់ ដី ម្នាក់ ម្នាក់ បាន នាំ គ្នា ធ្វើ ព្យុះ ភ្លៀង លាក់ បាំង ពី ទំហំ ដី ដែល ខ្លួន គ្រប់ គ្រង និង ចំនួន ពលករ ធ្វើ ការ ដើម្បី គេច វេះ ពី ការ បង់ ពន្ធ និង ច្បាប់ ការ ងារ ដោយ ទម្លាក់ បន្ទុក ទទួល ខុស ត្រូវ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទាំង នោះ ទៅ ឲ្យ កសិករ ដែល ជា អ្នក ជួល ដី វិញ ចំណែក នាម៉ឺន មន្ត្រី នៅ ក្នុង ព្រះ រាជ វាំង បាន យក អធិពល របស់ ខ្លួន និង អំណាច បំពេញ ច្បាប់ មក ជាន់ ឆ្លី បំផ្លាញ ភាព ស្ងប់ សុខ និង របៀប រៀប រយ របស់ ប្រទេស ជាតិ ជា ហេតុ បណ្ដាល ឲ្យ អំណាច របស់ ព្រះ ចៅ អធិរាជ កាន់ តែ ចុះ ខ្សោយ ជា លំដាប់ នៅ ពេល នោះ ស្ថានភាព នយោបាយ ពោពេញ ដោយ អស្ថិរភាព និង រង្គោះ រង្គើ ជា ខ្លាំង ជូ យួន ចាង បាក់ ធម្ម ក្សត្រ រាជ វង្ស មីង ត្រង់ មាន ព្រះ រាជ បំណង ចង់ បង្កើន ភាព រឹងមាំ ក្នុង ការ ប្រមូល ផ្ដុំ អំណាច រដ្ឋ ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ប្រទេស ឲ្យ មាន ស្ថិរភាព ទៅ ព្រះ អង្គ រៀប ចំ ចាត់ វិធានការ ការ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដោយ កាត់ បន្ថយ អំណាច របស់ អង្គភាព និង រដ្ឋបាល ថ្នាក់ ក្រោម ផ្លាស់ ប្ដូរ រូប ភាព ការ ពង្រីក អំណាច និង ដោះ ស្រាយ ភាព ច្របូក ច្របល់ ដែល កើត ចេញ ពី ការ ផ្ដាច់ ខ្លួន របស់ អ្នក កាន់ អំណាច ថ្នាក់ ក្រោម មួយ ចំនួន ជូ យួន ចាង ត្រង់ បាន អនុវត្ត ចាត់ តាំង ក្រុម អ្នក គ្រប់ គ្រង ក្រុម បញ្ជា ការ ក្រុម ត្រួត ពិនិត្យ និង ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម បែង ចែក ផ្នែក គ្រប់ គ្រង ប្រតិបត្តិ ផ្នែក កង ទ័ព និង ផ្នែក តុលា ការ ឲ្យ នៅ ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គ្នា ជាមួយ គ្នា នោះ ដែរ ផ្នែក នីមួយ ត្រូវ មាន តុល្យ ភាព រវាង គ្នា ដោយ អង្គភាព ទាំង 3 ត្រូវ ទទួល ព្រះ រាជ បញ្ជា ពី ព្រះ រាជ សំណាក់ ដោយ ផ្ទាល់ ទាំង នេះ គឺ ជា ការ បង្កើន ភាព រឹងមាំ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ត្រួត ត្រា ផ្ទាល់ ពី អំណាច របស់ ថ្នាក់ លើ ចំណែក ថ្នាក់ ដឹក នាំ ជាន់ ខ្ពស់ ជូ យួន ចាង ត្រង់ ឆ្វេង យល់ ថា លោក អគ្គ សេនា បតី មាន អំណាច ខ្ពស់ ពេក អាច បង្ក ឲ្យ មាន ការ លមប អំណាច និង ក្តោប យក អំណាច តែ ម្នាក់ ឯង ដោយ ងាយ ដែល អាច នាំ ឲ្យ មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ រាជ បល្ល័ង្ក កប់ ជូន ពេល នោះ មាន មនុស្ស មក ប្តឹង ពី ការ ប្រព្រឹត្ត មិន ត្រឹម ត្រូវ របស់ អគ្គ សេនា បតី ហ៊ូ វ៉ យ៉ង ផង នោះ ជូ យួន ចាង សំអាង យក លេស នេះ លើក កំហុស ក្នុង ការ ប្រើ អំណាច ទូ នាទី មិន ត្រឹម ត្រូវ ទើប ចេញ ព្រះ រាជ បញ្ជា ឲ្យ រឹប អូស ទ្រព្យ សម្បត្តិ និង ប្រហារ ជីវិត ហ៊ូ វ៉ យ៉ង អស់ មួយ ពូជ តែ ម្ដង ចាប់ ពី ពេល នោះ មក ត្រង់ បាន ប្រកាស បញ្ឈប់ លែង ឲ្យ មាន តំណែង អគ្គ សេនា បតី ត ទៅ ទៀត ទន្ទឹម នឹង នោះ ត្រង់ បានពង្រីក អំណាច ទៅ ឲ្យ ក្រុម ទាំង 6 ដែល ចាត់ តាំង ជា ថ្មី មាន ក្រុម កង ការ ពារ ក្រុម មហា ផ្ទៃ ក្រុម ពិធី ការ ក្រុម ពលករ ក្រុម ក្រឡា ហោម និង ក្រុម តុលា ការ ដោយ ឲ្យ ក្រុម ទាំង 6 នេះ រួម គ្នា ដឹក នាំ ប្រទេស ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង ផ្ទាល់ របស់ ព្រះ ចៅ អធិរាជ ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ ទើប អំណាច ទួ នាទី ទាំង អស់ ត្រូវ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ព្រះ ចៅ អធិរាជ តែ មួយ អង្គ ឯង គត់ រីឯ ក្នុង ផ្នែក ទ័ព ជូ យួន ចាង បាន តែង តាំង មេ បញ្ជា ការ ទ័ព ជា 5 ផ្នែក ដែល មាន កង ទ័ព ជួរ មុខ កង ទ័ព ជួរ ក្រោយ កង ទ័ព ព្រះ រាជ វាំង កង ទ័ព ឆ្វេង និង កង ទ័ព ស្ដាំ ព្រះ អង្គ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ បែប បត់ ក្នុង ការ បញ្ជា ទ័ព ដែល ពី មុន ធ្លាប់ បញ្ជា ចេញ ពី គណៈ បញ្ជា ការ តែ 1 មក បែង ចែក ជា 5 បញ្ជា ការ និង ព្រម ទាំង ដក នីតិហ៊ាន ដែល ធ្លាប់ គ្រប់ គ្រង ខេត្ត ក្រុង ចេញ ហើយ តែង តាំង មន្ត្រី រាជ ការ ស៊ីវិល ឲ្យ ទៅ គ្រប់ គ្រង ជុំ នោះ វិញ ស្នាក់ ការ រដ្ឋ បាល គ្រប់ គ្រង ដែល មាន ពី មុន មក ត្រូវ ប្ដូរ ទៅ ជា ស្នាក់ ការ រដ្ឋ បាល ប្រចាំ ព្រះ រាជ វាំង វិញ ដែល មាន ទួ នាទី ត្រួត ពិនិត្យ នាម៉ឺន មន្ត្រី រាជ ការ
sầm rạp vị nị chay cầm hò đảm bay ca pia cầm ao niềm mơn thân nạc bùa đảm miên nị say vị về tức chất tròn bạ tròn bụa xoay nhu rô phát bởi giáo ai khuôn ảnh bồm tàng trăm rì ca ẩm pi ca bạp rất khó chắc công xem xinh nây niềm mơn mân trầy đạt ác nô vật tu nê ti mân trầm trừ xoay nhu rô tài phát bởi giáo liếp xa ca rạ sầm rạp khuôn ảnh rư rô sầm rạp tài bạ bụa chịu đảm tí xa nạ ca rạ tà bà bà rì chô vẹn đã ban chặt tăng krom ạ thị ca ra kích chanh chữ đập bầy phần này đã miên tuôn nê tí chanh tất trụ bình nứt đã bầy chiếp nê chia chở mò chùm nuông bà chào ạ thị rỉ về miên bà nhà hà tội tài trời bà nháp chặt chanh đọc sài nâng bà sân chi miên ở rương thông đồng trời tuôn ở rìa ca đã bà chào ạ thị rỉ trông trịp đã bầy ai bà ẩn trông bà đâm rè vị nê chanh bà bà chú dùn chàng trông ban chặt tăng con trụ bình nứt nâng krom ăn gà rẹ bà ạ bà đảm bây khóa mơ bà chí nữ riêng ở căn tài lật lõn lãng thaym tiết. Nét trụ bình nật, miền tuôn nê tí chăm khóa mơ sớp ổng kết chân sáng say chắp bộ chào tam phơ xâm khăn nâng tam tí krong rứ chân ở bát xem xỉn. Chổng nách ai ổng kà rẽ áo bà cứ krong ca nghi đã miền phía rực kích chìa xài bàn đào lãng bà tòa đó bà chào ạ thư riêng miền tuôn nê tí chăm khóa mơ cực krong tam đà niềm mơn cực nách nông rít áo bát giang đất đỏ bầm phật. Đại sát tay với thiên ca cực cường bạn riêp lùm ất chi bần tọp được chân này vừa áo chú dùn chàng ai cực cường âm nát nội dụ bài nâng con tọp bởi bác bà tế bàn giang rừng mòm bà ổng miến chung nửa thả ní cứ chia bà bọn cực cường mùi đỏ lọ bầm phật đại thơ áo riêp cho vương mình ai rút rùm ca cực cường phán đầy tăng mùl ở miến ai cập hiếp giang vật bà cọt bàn trùng bàn riêp chăm chi cơ bôn đâm ra ในการกรุบกรองริจวงมิงหนังชีพิเศษสำหรับตกอัยโกนใจจำนวนคราวอนุวัตชีบันต่อบันตอบตีดดามเชอร์มวยดามบาดามมันรังปังเตตาเมเทียงสลักเฟอร์มัดอาจหนังลางปอกคิ้วสระบอมโปร่งบานตื้ออมนาจกู้จิตนำยินดอมมินอติปุลบอมพอดบาตัวบานเฮยเกมันงี้โปรเลนวีดาวงี้เลยประการนี้ធ្វើឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រងត្រូវបែងចែកយ៉ាងឥតរបៀបនិងនៅគ្រប់ទិសតំបន់អំណាចឥតរបៀបនិងឥតព្រំដែននេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិឈានទៅរករបបអនាធិបតេយ្យដែលជាការប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយជាមិនផុតមិនចំពោះតែអំណាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឬបែងចែកមកតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននោះទេបើអំណាចត្រូវគេចង់ភ្ជាប់ទៅកន្លែងណាមួយដាច់តែឯងគឺសុទ្ធតែនាំឲ្យមានបញ្ហាដើមស្លឹកមេឃធាងត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាបើប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យអ្នកធំគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងអស់ហើយគ្រប់រឿងតូចធំវានឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះមិនរលូនគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងមិនបានល្អតែបើពង្រីកអំណាចខ្លាំងពេកនោះវាក៏នឹងនាំឲ្យទៅជារឿងធំរៀងៗខ្លួនគ្មាននរណាស្ដាប់នរណាគ្មានអ្នកណាបញ្ជាក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតនៃការធ្វើឲ្យរឿងមមស្លឹកគៀវខ្ចីគឺប្រើអំណាចកំណត់អំណាចកំណត់ទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់អ្នកដែលកំណត់លើអំណាចអ្នកដទៃខ្លួនឯងក៏ត្រូវគេកំណត់អំណាចដែរចុងក្រោយបំផុតអំណាចត្រូវតែអាចប្រមូលផ្ដុំឬបែងចែកបានដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងឲ្យមានមនុស្សដែលចុះចេះរឹងរូសអួតក្អេងក្អាងយ៉ាងល្ងង់ខ្លៅតែងតែបញ្ចប់ជីវិតដោយក្តីសោកសៅបើមិនខ្លាចជាមនុស្សឯកោក៏មនុស្សម្នាគេនឹងនាំគ្នារត់គេចឆ្ងាយពីខ្លួនដែរលុះពេលស្លាប់ទៅជាខ្មោចស្ទើរតែរកមនុស្សជួយហែហមមិនបានប៉ុន្តែមនុស្សឆ្លាតគេមានវិធីម្យ៉ាងនោះគឺអោនលំតូនហានស៊ីងសុំយោបល់ពីឆ្លើយសឹកកាលពីសម័យហានស៊ីងនិងចាងអឺនាំតបនគរហានជាច្រើនម៉ឺនអ្នកឆ្លងកាត់ភ្នំថៃហាងវីលុកចូលនគរចៅភៀកខាងកើតព្រះរាជាចៅវង្សានិងមេតបធំបានបញ្ជាឲ្យឈិនវីនាំកងពលដែលមានថ្វីដៃល្អល្អចំនួន 200,000 អ្នកត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងបដូផ្ដាច់ជាមួយហានស៊ីងនៅតំបន់ច្រកភ្នំថៃហាងលីជួឈើមេតបរបស់នគរចៅបានគិតរៀបចំផែនការជាមួយឈិនវី
đòi ao dọc bò thả luôn quạt tỏa nâng nóm con cầm lăng bị xếp bây mơ nẹ đã cắt tam phơi trọ tôi tờ vi cắt bắt đách con cầm lăng chua khói rô bò hàn xinh đâm bây rìa ràng con đặc trình chuồn sự biển cầm áo kê bằng chuồn sự biển à hà mọc áo tốp rô bò hàn xinh bản cả thơ bài bản ní vì nâng thơ áo con tốp hàn miên ca rìa rích tôi chỉ chẳng xâm rọc chôl có bị bạ chẳng đọ có bị bạ nơi tì bom phót bộ kê một chiếc trâu sẽ thất nơi kram ca lao bọt ai ọt à hà nâng ọc cầm lăng bọn tích mà đong chia mần khản bọn tài bê nốt chân vì bài chi mần prom sẽ đạp ta mà tệ dọc bọt ở rô bọ lì chua chở lời đói xa tài ca út kê ảnh kà áng mơ xa ra sạch trâu áng lơ chùm nuôn con tóp nâng chả rực anh nị dũng chân vì tóp rô bọ nơi cô hẳn đực nòm đòi hàn xinh bạn vi tóp nơi cô chào giang đốp đách rô hốt tốt tuột bàn chạy chung nè. Rì ai bộ rạc âm nụt chân vì trớ bạ ra chạy hay có trớ kê cắt các bà tay mà đòn tử. Ai sẽ đạch chào vàng xìa lì chua chơ nâng nét đo tay bình tiết trớ tóp nơi cô hành chạp dốc thơ chi chơ lời sật ọ. Môn bèl mọc thơ sật ní hàn xinh bạn đang ruốt mọc hỏi thả lì chua chơ cứ chi mà nước đọc bụ cái miên bạch nhà vầy chạy lạc quát tay miên công nực thả ngày nào muối cọt nâng xong dốc lì chùa chờ thua chiếc cừu rồi bọc luồn hẹn ní cọt bạn đặt bọt bên chia tăng pi đồng bông tì mọc thả hàm xâm lắp lì chùa chờ chia đạch hạt bá nô na chập lì chùa chờ bàn nẹ nô nâng tụt tụt bàn ở rồng vòn pel kê nòm luồn lì chùa chờ mọc chuộc hàn xính bàn chỗ tự đọc nó cho bạn ao lì chùa chờ đòi luồn ảnh nâng xâm đanh ca cô rúc giang tuần luồn hàn xính nị dây tất căn lì chùa chở thả nhóm bàn lư là bầy là bán chỉ dù mọc hơi thả lục ní cứ chỉ một nước đa miên sạm mặt tập hiếm nâng bộ bánh tật đòi cầm nất bạch nhá chỉ liệt vấy khi nông cà thơ sắc sẵn kìm hẹt ní nhóm miên ở rừng khá khá trong sông dọa báo bì lô nhóm nâng chàng ớ trong lược tóm tàu ví nô cô với nâng nô cô chào hơi chỉ liệt ọc các đài công bốn tù chụp chạy nô bắn to xâm rộng tờ vĩ nô cổ yên. Bắn to móc tợp dưỡng xâm rạch vi dốc nô cổ chi tiết. Mình đang thà, ta lúc này bốn miên cầm nật ở vầy à chùi này nóm đo dưỡng nhóm bàn khá đại rực tế ạ. Lý chùa chợ, chú lai đói xâm đầy cầm bất cầm bầy thà. Mẹ tốp chanh sắc đồ dưỡng ní. Ta nơ miên mục mọt ảnh là mọc nì dây thơ rương sẵn kìm nú ạ. Mà nú bạch bong bật tê ọt tờ hời. Tớ miền ấy nâng ưu tiết. Khi nhóm của anh ta chỉ chơi sắc mình nhé. Đại là bộ lột chạp mọc bình nó. Đôi chân ép việc khám hiện hẹt phò ấy đại trừ hiện bằng chánh cùng nít. Tự ấy nhẹ là ấy. Hàn xình có lực hẹt phò mọc bình dự thả. Tám đại khi nhóm bạn đứng. Bà chân vì đạp tam cùng nít ở bỏ lốt. Bộ hai tháng ngày ní. Bộ dưỡng khá chỉ chơi sắc rồi bỏ nô cô chào ở tự hơi. Hạt ní ba dương mọc xong biệt nài nóm bì lốt đói tực chặt mỏ xo xông lột công bạc để sạch nâng dương ấy nà. Lý chua chợ khớn hàn xình hiến bắn tiếp kết tử dụ mọc xua nóm nẹ tổ đà tôi ta chiến khuôn đói mắn bỏ cảnh bồm tăng miễn ác cặp kệ ra giá tôn phân lôn ao lùm tồn nâng xa mỏ trăng dạng đồ chân này tiết phong nú tớp gót có bồm áo dụ bỏ thả còn tọp hắn ở rộ bỏ lốt lụng bã lụng bấn khăn nông cát vớt đầm nà nắng ban bởi dốt khi nế chia bần to bần tộp mọc rồi hốt cực khi nế nơi họt trả nà hơi khăn nông bề ní lô cua ta xâm rã bần đọa sắn đầm bấy bờ mô cầm lắng nâng rục ọc các luồng lốm lớp tực chất đỏ còn tốm nâng bởi chìa rít bần tịch sân lô cua dốt à há từ chạy ói bởi chìa chốn ọt khuyền đo rùng bón tộp sẵn chìa côn bầm nách đo nì tì hiến nâng bố tì hiến tờ tam cuốn sầm bạch riêng riêng khuôn nâng chụp liếng bộ kế đòi bắt đầu chí à ha lò lò sợ rá chân ngành đạm bấy lớp thực chất bàn tòa bì nú lô của bàn chun còn tòa đà rừng móm rùm cớ từ chất đàn đấy nô cổ yên vợ đố chỉ chóng vì lục chôl bàn tòa máu bàn chun tút ở chỗ từ trò trá chìa mũi nâng nô cổ yên ruột bắt bộ kế thà tòa thống sầm rộng chôl mọc chất prom đàn hơi. Đột ní nó cổ yến mốc chìa sọc chất, bởi ông cho chôl chìa mần khan.
ពេលនគរឈីដឹងថានគរអៀនព្រមចោះចូលនគរឈីក៏ប្រហែលជានឹងព្រមចោះចូលតាមដែរតាមពិតទៅដើម្បីធ្វើសឹកគេគួរតែបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាមុនបន្ទាប់មកទៅនាំតបទៅវិលុកជាក្រោយគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហានស៊ីងយល់ឃើញថាលីជួឈើមានយោបល់ល្អណាស់ទើបគេរៀបចំផែនការអនុវត្តតាមជាបន្ទាន់រួចតែងតាំងទូតឲ្យបញ្ជូនសារយកទៅប្រគល់ឲ្យនគរអៀននគរអៀនឃើញកងទ័ពរបស់ហានស៊ីងមកដល់ត្រៀមវិលុកបានគ្រប់ពេលទើបគេប្រញាប់ចោះចូលតែម្ដងទៅភៀបអួតក្អេងក្អាងនាំឲ្យកើតមានអកតិភៀបអកតិកើតមានដោយក្តីល្ងងខ្លាំងមនុស្សឆ្លាតវៃពិតប្រាកដនឹងព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពតម្រង់ក្រសែភ្នែកទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួននិងឈ្មោះឈ្មោះទៅរកគោលដៅនោះដោយមិនរួញរៀននោះឡើយអ្វីត្បិតតែហានស៊ីងព្រមបន្ទាបខ្លួនតែក៏ពុំមាននរណាហ៊ានបង្អាប់ថាគាត់ជាមនុស្សអន់ខ្សោយឬថោកទាបអ្វីដែរហើយព្រមទាំងបានដឹកនាំកិច្ចការឲ្យឈានទៅរកជោគជ័យយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផងផ្ទុយទៅវិញការអួតក្អេងក្អាងគឺជាចរិតរបស់មនុស្សល្ងង់ព្រមទាំងគ្មានផ្ដល់ផលល្អពិតប្រាកដណាមួយដល់ខ្លួនឡើយស្រួលមិនស្រួលអាចនឹងបញ្ចប់ជីវិតដូចឈិនវីយ៉ាងដូច្នោះដែរគ្រប់បញ្ហាទាំងឡាយតែងមានឫសគល់ពិតនិងរឿងរាយរងរបស់វាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬចាត់វិធានការអ្វីមួយយើងត្រូវប្រមាលមើលស្ថានភាពរួមជាមុនប្រៀបដូចជាការជំរះស្មៅយ៉ាងដូច្នោះដែរគេត្រូវរំលើងឲ្យដល់ឫសរបស់វាទើបស្មៅវាមិនដោះមកវិញជំរះស្មៅត្រូវជីកទាំងឫសហាន់សួនទីរំលើងខ្សែស្រឡាយមនុស្សខូចនៅសម័យរាជវង្សស៊ីហាន់ព្រះចៅអធិរាជហាន់ចៅទីព្រះនាមដើមលឺហ្វូលីងពុំមានរាជបុត្រស្នងព្រះអង្គឡើយក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតទៅអគ្គសេនាបតីហួគួងជាអ្នកកាន់អំណាចក្នុងរាជសំណាក់បានគ្រប់គ្រងឲ្យលីវហឺជាព្រះរាជនន្តារបស់ហាន់អ៊ូទីឲ្យស្នងរាជបល្ល័ង្កបន្តក្រោយពីលីវហឺឡើងគ្រងរាជបានបន្តិចមកហួគួងដឹងថាព្រះអង្គប្រើជីវិតយ៉ាងភ្លើតភ្លើនគិតតែពីរឿងសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនគេក៏ទម្លាក់លីវហឺចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយលើកលីវសិនដែលជាព្រះរាជនន្តារបស់ហាន់អ៊ូទីដែលឲ្យឡើងគ្រងរាជជាព្រះចៅអធិរាជជំនួសវិញគឺព្រះចៅអធិរាជហាន់សួនទីលីវជីវព្រះអយ្យកោរបស់លីវសិនពីមុនគឺព្រះរាជបុត្រាដែលជារាជទាយាទនៅសម័យហាន់អ៊ូទីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអង្គបានចូលរួមក្នុងការរំលំរាជបល្ល័ង្កទើបត្រូវគេធ្វើគុតទាំងគ្រួសារកាលសម័យនោះលីវសិននៅជាទីរក់នៅឡើយហើយត្រូវឆ្មាំអ្នកទោសមួយរូបជួយសង្គ្រោះទើបរួចផុតពីការប្រហារជីវិតលីវសិនធំធាត់នៅជាមួយលោកយាយដែលរាសសាមញ្ញម្នាក់ហួគួងអាងលើគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងហាន់សួនទីឲ្យឡើងជាព្រះចៅអធិរាជគាត់បានតែងតាំងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលតំណែងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងរាជដំណាក់ព្រះបាទហាន់សួនទីឆ្វេងយល់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះតីប៉ុន្តែព្រះអង្គតល់តម្រេះទើបទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាជោតាជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលនេះត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ហួគួងនៅឡើយហេតុនេះព្រះអង្គបានត្រឹមតែបន្ទន់អរិយាមត្តតាមតែគេប៉ុណ្ណោះទោះបីជាហួគួងបានគ្រប់គ្រងរាជសំណាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយក៏ដោយភរិយារបស់គេនាងហួសៀងក៏នៅតែមិនទាន់ស្កប់ស្កល់នៅឡើយដែរនាងខំរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយឲ្យកូនស្រីពៅរបស់ខ្លួនបានធ្វើជាអគ្គមហេសីដោយចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនធ្វើជាសំណោកដល់ពេទ្យលួងឲ្យដាក់ថ្នាំបំពុលធ្វើគុតអគ្គមហេសីស៊ីវតាល់តែសម្រេចក្រោយពីបានដឹងរឿងនេះមកហួគួងបានប្រាប់អំណាចរបស់ខ្លួនជួយពេទ្យលួងម្នាក់នោះឲ្យបានរួចផុតពីទោសកំហុសក្រោយពីហួគួងឈឺហើយអនិច្ចកម្មទៅវើយសៀងជានាមើលថ្នាក់កណ្ដាលមួយរូបបានក្រាបទូលស្នើយោបល់ដល់ហាន់សួនទីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយគំនិតលោភលន់របស់ត្រកូលហួដែលព្យាយាមក្តោបអំណាចព្រះរាជសំណាក់ប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីៗតាមទំនឹងចិត្តបង្កឲ្យមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនិងជាពិសេសទៅទៀត
cứ rướng đa niên hùa xiêng đã bàn riêp trong phần cả đã thăm bóng bố đọc bệnh ạ kẹo mô hệ xây xíu nụ ảnh. Cảm ơn trung, bệnh rít đâm rẽ bí chá ra nà sắp cực hời. Bệnh cháu ạ thư rít hành xuân tì, bàn bảo các đọc hốt mô nụ trọc cô hùa, chênh bí đâm này niềm ơn môn trái xâm khăn, hỏi tăng tăng vơi xiêng, ai tốt tốt đâm này chỉ ạ kẹo xê nà bạc đầy. Cảm ơn trọc cô hùa, khơn vơi xiêng bàn tốt tốt đâm này xâm khăn đôi ní, có miên công hằng chiếc lặng. Hãy tớp nôm khní ở rốc vị thi công chặt gọt chào. Bộ kế bàn riêp trăm phai nạ ca mùi đã dốc lẽ tờ lơ bịa bằng chia rô bọa kẹo mà hệ xây bọn bọn chắp vơi xiêng tớ xâm lạp chìa mùn. Bọn tọp mọc tớp kê tôm lẹ hăn xuân tì chênh bì bạch cháu ạ thư rì tài mà đòn. Bọn tài bạch cháu hăn xuân tì trông bàn chvên dô lơ rương ni chìa mùn. Bạch ọng bàn chênh bằng chia giang mương mắt ឲ្យ អរិប អស់ យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ ទាំង អស់ របស់ ត្រកូល ហួរ ព្រម ទាំង ឲ្យ ប្រហារ ជីវិត មួយ ពូជ ចោល តែ ម្ដង ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក ហាន់ សួន ទី ទ្រង់ គ្រប់ គ្រង ប្រទេស ដោយ ខ្លួន ព្រះ អង្គ ឯង ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន រុង រឿង ជា ខ្លាំង ព្រះ អង្គ ទ្រង់ សណ្ដាប់ ទៅ លើ គំនិត យោបល់ ពី នាម៉ឺន មន្ត្រី ទាំង ឡាយ តែង ត្រេះ រិះ ពិចារណា យ៉ាង ល្អិត ល្អន់ ម៉ត់ ចត់ ព្រម ទាំង រួម សហការ ពី នាម៉ឺន គ្រប់ ចន្ទ ធ្នាក់ ផង ដែរ ក្រៅ ពី នេះ Bà ông bàn lược tức chất ai nòm khí chui châm rừng, nâng áp hiệu vọt vị sai cả sẽ cầm tiệt phòng. Với xuyên, chui hành xuân tí đực nòm bà tế, ở bì xã mặt tập hiệp. Còn bàn tốt tùa sẽ kết đầy tốc bà tế, bì hành xuân tí chì khẳng. Bà bàn hành xuân tí, trông bàn cực rộng riêng ở cà mà phải bàm chân em. Khi nông cầm lòng bê nụ, kèm kà chui châm rừng rô bọc niềm ơn tặng ơ. Trông bàn châm rừng, ឲ្យប្រើយន្តការដែលជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនលើវិស័យកសិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រជានុរាស្រស់នៅបានសុខសានសបោសបាយធ្វើឲ្យរាជវង្សស៊ីហាន់ទកំតកាំងរុងរឿងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពស់ត្រដែតនាសម័យនោះបើចំការស្រែមានសត្វតែស្មៅដោះសុបត្រុបតើដំណាំឯណាដែលនឹងរីកដោះដាលបានយ៉ាងល្អនោះបើប្រទេសជាតិពោពេញទៅដោយមនុស្សលោភលន់ពុករលួយ អយុធធរបែងចែកបពុតើនឹងអាចមានសង្ឃឹមថារីកចម្រើនដែររឺទេប្រជាហាន់សួនទីបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដាច់ខាតមួយត្រកូលហួរដែលទោះបីត្រកូលនេះជាអ្នកលើកបន្ទប់ប្រជាហាន់សួនទីឲ្យឡើងសារីក៏ដោយប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែព្រះអធិរាជខ្លួនឯងក៏ពុំមានអ្វីដែរហេតុនេះ ត្រកូលហួរគឺជាសម្រាប់បន្លាដែលរៀបរៀងមិនឲ្យព្រះមហាក្សត្រអាចកសាងប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខបានឬប្រៀបដូចជាស្មៅជើងក្រាស់ដែលរៀបរៀងមិនឲ្យដំណាំក្នុងស្រែចម្ការដុះលូតលាស់បានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងដែរព្រះចៅហាន់សួនទីទ្រង់ប្រមើលមើលពីផលល្អនិងផលអាក្រក់យ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតទើបព្រះអង្គខំពុះពីររោគវិធីកំចាត់ស្មៅឲ្យអស់ បំផុតព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានដាំដំណាំបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របានសប្បុរសប្បាយក្នុងករណីនេះបើព្រះអង្គពុំមានប្រតិដាច់ខាតទេប្រជារាស្ត្រក៏នឹងមិនមានផ្លូវបានសេចក្តីសុខដែរព្រះចៅហាន់សួនទីគឺជាអធិរាជគំរូសម្រាប់អ្នកដឹកនាំទាំងសម័យបុរាណនិងសម័យបច្ចុប្បន្ន